chưa cần. Rồi em chào mọi người nè. Mặc tổ xe rồi. Mẹ mày em muốn cho con. Nè, mình hai người chân đi mày. Vô được rồi. Chị vô bên nào? Chị vô bên Trang. Rồi em chào mọi người nha. Rồi mọi người đợi em xíu em vô cái mạng đã. Chán cái mạng ghê. Đợi mấy cái này đợi. Bật máy không? Thấy tối vậy. Bật máy chế à, bật máy chị Huệ ơi, có bật máy mà. Bật máy gì? Bật sáng mà. Rồi em chào mọi người nha. Tối hả? Sáng rồi em chào mọi người nè. Rồi em chào các chị yêu nha. Rồi, trời ơi. Săn áo dạ thủy nào các chị yêu ơi. Giá cực kỳ yêu thương luôn nha mọi người. Tối sao tối vậy ta? Tối hả? Chị mấy cái này cho em mới. Để em xíu nhá. Bao nhiêu? Nói chung là giá cực kỳ yêu thương luôn mà trời ơi, 39, 49, 59 gì có hết nha các chị yêu ơi. Chấm mai tương tác lên cho em là bật hết cỡ rồi ạ. Rồi chấm lại tương tác cho em nào các chị yêu ơi. Chị nào thấy em này, thấy em thì cho em một mũi chấm này. Rồi chấm mai chia sẻ bài cho em. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân này, 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em này. Áo sẽ báo giá trên từng con mà trời ơi. Nói chung ở ngoài Bắc bây giờ thì đang thời tiết đang gần lạnh rồi ha. Nên là chị nào ở ngoài Bắc thì tranh thủ chốt mấy cái con áo dạ như này. Em nói thật luôn, siêu đẹp cho em ạ. Giá nói chung là cực kỳ yêu thương luôn cho các chị ha. Nói chung không tốn 100 nghìn một chiếc áo như này các chị ơi. Giá chỉ từ có 49 này, 49, 59, 69k thôi các chị ơi. Chấm mai lên cho em nào các chị ơi. Chị nào thấy em ạ, thấy em thì cho em một mũi chấm này. Chấm và chia sẻ bài cho em ha. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em nào các chị ơi. Cứ chấm mai mạnh tay cho em. Chị nào thấy em không nào, thấy em tương tác mạnh tay cho em nha mọi người nhá. Rồi vô đông đông một xíu rồi em sẽ like luôn các chị ơi. Vô đông đông một xíu rồi em like này. Rồi vô đông đông một xíu rồi em like luôn nha mọi người ơi. Chấm mai lên cho em ha. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em ạ. Rồi đẩy mạnh tương tác mạnh tay cho em nào các chị ơi. Rồi áo dạ nha mọi người ơi, siêu đẹp như này ha. Rồi ok, em sẽ tặng đầu like tặng không đồng, áp dụng là chia sẻ bài các chị ơi. Tặng đầu like không đồng, áp dụng là chia sẻ bài cho em nè. Rồi, em chuẩn bị sắp ạ. Rồi tặng đầu like không đồng, áp dụng là chia sẻ bài mọi người nhá. Comment cho em ạ, không đồng kèm số này. Dành cho chị yêu nào cỡ tầm từ 45 tới 55 kg để mang vừa cho em cái trời ơi. 45 tới 55 kg để mặc vừa cho em ạ. Chị nào lấy comment chốt cho em ạ, không đồng. Không đồng và kèm luôn số mà chị yêu ạ. Lên cho em ạ, không đồng. Không đồng và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài và hiện mình là người chia sẻ các chị ơi. Nói chung ở ngoài Bắc bây giờ thời tiết cũng đang se lạnh rồi ha. Nên là hôm nay chị nào mặc váy sau đi em. Mấy cái hàng áo cưới sau thì để một like khác chị yêu ơi. Like hôm nay thì em sẽ xả mấy cái hàng mà hàng áo dạ nha các chị ơi. Dạ tuyển cho em nè. Rồi mã không đồng kèm mã kèm số điện thoại cho em. Áp dụng là chia sẻ bài các chị ơi. Nên là chị nào muốn nhận hàng không đồng phải áp dụng là người hiện mình là người chia sẻ các chị yêu nha. Tương tác mạnh tay cho em là phải hiện mình là người chia sẻ các chị ơi. Chị viên kẹo chưa hiện mình là người chia sẻ chị yêu ơi. Chấm mai lên mạnh tay cho em nào mà chị yêu ơi. Rồi tặng không đồng nhá. Dạ đúng rồi, like chỗ khác rồi ha.
Rồi, cảm ơn này, cảm ơn mọi người đã chia sẻ nhá. Rồi, lên cho em ạ, không đồng và kèm điện thoại cho em các chị ơi. Hôm nay giá cực kỳ yêu thương cho chị yêu luôn nhá. Rồi mã không đồng, mã không đồng và kèm luôn số cho em ạ. Rồi rồi, em đã thấy chị là người đầu tiên này, lên đầu tiên này, đơn hôm qua đi chưa em? Dạ có, nhân viên điện là hàng đã đi rồi chị yêu ơi. Rồi mã không đồng cho chị viên kẹo ha. Mã không đồng đây chị viên kẹo này. Rồi em sẽ bắt đầu like luôn mình chị ơi. Nói chung em sẽ báo giá trên từng con cho các chị yêu nhá. Em sẽ báo giá trên từng con cho các chị này. Rồi lên cho chị một con sáng xà nhá, độ mới này, cực kỳ mới cho em này. Nói chung là like hai chỗ chị ơi, like hai chỗ này. Rồi con này siêu đẹp luôn, chị em mà size to mặc vừa, con này sáng xà nha mọi người, đầu like này. Đầu like xả con này các chị với giá 59k, đầu like các chị ơi nhá. Đầu like 59k bán cho các chị con này một con dài siêu phẩm như này với giá 59k. Dành cho chị nào tầm 50 tới 58kg mặc vừa cho em các chị ơi. Con này cực kỳ mới luôn cho em này các chị ơi, nhìn độ mới cho em này. 50 tới 58kg mặc vừa cho em ạ, 59k con này các chị ơi. Ờ không đồng của viên kẹp. Rồi 59k cho em con này các chị ơi, 59k lên cho em ạ, A01 ha. A01 59k và kèm điện thoại luôn cho em ạ, chế ơi, lên cho em ạ, A01. A01 59k và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Áp dụng phải là 10 người chia sẻ các chị ơi, lên cho em ạ, A01. A01 và kèm luôn số mấy chế ơi, lên cho em ạ, A01 nhá. A01 và kèm luôn số cho em ạ, chấm mà lên cho em nào mấy chế ơi. Lên cho em ạ, A01. Mà không đồng em hết rồi chế ơi, không đồng em hết rồi nha. Em còn A01, có cả răng ngắn, cả răng dài luôn mấy chế ơi, có cả răng ngắn. Có cả răng ngắn, cả răng dài đều có hết nhá. Rồi lên cho chị một con màu hồng này. Trời ơi, em nói thật luôn, đảm bảo các chị độ mới trên 90%. Ở đâu sẽ bằng một cái áo dạ như này có mấy chục ngàn thôi mà chị yêu ơi. Quá là rẻ luôn ha. Rồi lên cho chị một con đẹp nha mọi người. Con này màu hồng cho em ạ, một con đẹp hồng nha mọi người. 50-55, 45-55kg đều men đẹp cho em nhá. Trời ơi, sang mấy cái hàng áo dạ như này em nói thật luôn. Đến mùa mà, mùa mà cỡ tầm tháng 8 này. Cỡ tầm tháng 8, tháng 9 là tao không bao giờ mà có giá này đâu các chị ơi. Hôm nay cần... Đây là em bán cho các chị với giá là cực kỳ yêu thương để lấy tương tác thôi mấy chị yêu ha. Đây lên cho em ạ, hồng cái này chốt cho em ạ, hồng các chị ơi, 69k con này cho em ạ. 69k lên cho em ạ, hồng dành cho chị yêu nào cỡ tầm 45 tới 55 kg mặc vừa cho em ạ, quá là đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Rồi 45 tới 55 kg mặc vừa, lên cho em ạ, hồng và kèm luôn số mấy chị yêu ơi. Lên cho em ạ, hồng ha. Lên cho em ạ, hồng và kèm điện thoại luôn cho em ạ, chốt cho em ạ, hồng 69k cho em ạ, quá là đẹp luôn này mấy chị yêu ơi. Lên cho em ạ, hồng 69k, 69k lên cho em ạ, hồng 69k kèm điện thoại cho em ạ. Chấm mai lên cho em nào mấy chị ơi. Các chị thấy em không ạ? Thấy em thì cho em một nút chấm này. Lên cho em ạ, hồng nhá, hồng 69k cho em. Lên cho em ạ, hồng, hồng 69k này, hồng 69k kèm điện thoại luôn mấy chị yêu ơi. Lên cho em ạ, hồng 69.000 chốt cho em ạ, hồng nhá, hồng 69k này. Lên cho em ạ, hồng, hồng 69k kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Các chị ơi, các chị thấy em không? Thấy em thì cho em một nút chấm này nha. Chị không thích, hay là các chị không thích đồ áo á, áo dạ hả mọi người? Các chị không thích áo dạ hả? Rồi em còn mã hồng nhá mọi người, em còn mã hồng nhá, hồng và kèm điện thoại luôn cho em ạ. Hả? Bị ẩn không? Rồi lên cho em mã hồng nhá mọi người ơi, chốt cho em mã hồng. Rồi lên cho chị một con nâu đẹp này mọi người. Lên cho chị một con nâu đẹp nhá. Rồi con này dành cho chị yêu cỡ tầm 50 tới 55 kg mặc vừa cho em ạ. 50 tới 55 kg mặc vừa không? 50 tới 55 kg mặc vừa. Lên cho em mã nâu con này 49k cho em ạ. Rồi 49k lên cho em mã nâu chấm mai lên cho em nào mấy chị yêu ơi. Lên cho em mã nâu 49k thấy chị Nguyễn Thúy Liễu này. Thấy chị Nguyễn Thúy Liễu nhá. Rồi con này lên cho em mã nâu 49k tiền số cho em ạ. Lên cho em mã nâu 49k chốt cho em mã nâu. Dành cho chị yêu nào tầm 45 tới 55 kg đều mang cho em các chị ơi. Lên cho em ạ, nâu, nâu và kèm luôn số cho em ạ. Viên kẹo ơi, chị chốt hàng đủ đơn luôn cho em để em xếp hàng cho mình nha chị yêu ơi. Rồi em còn mã nâu, à, em còn mã nâu. Mã nâu và kèm luôn số mấy chị ơi. Lên cho em mã nâu, nâu và kèm số nè. Rồi có sáng dài luôn nha mấy chị yêu ơi. Con này có sáng dài luôn cho em này, ba đẹp nhá. Rồi lên cho chị một con sáng dài siêu xinh cho em này các chị yêu này, một con sáng dài đẹp nhá. Rồi cái này dành cho chị yêu nào free size cho em ạ, 50kg đổ lên đều mang vừa cho em ha. Free size 50kg đổ lên đều mang vừa cho em ạ, 50kg đổ lên là mang đẹp cho em ạ. Rồi sáng cái này các chị vừa giá 49k cho em ạ, A95 này. A95 49k kèm điện thoại luôn cho em ạ chị ha. Lên cho em ạ, A95 49k cho em ạ, A95 này. Chấm mày lên cho em nào các chị yêu ơi. Thử chấm mày thử Linh. Sao chả thấy ai chấm mày hết vậy? Rồi con này lên cho em ạ, A95 các chị ơi, chốt cho em ạ, A95 49k lên cho em ạ, A95 các chị ơi, chấm mai lên cho em ạ, các chị không thích dạ hả? Các chị không thích dạ hả? Trời ơi dạ hôm nay đẹp này các chị ơi, các chị không thích dạ sao? Rồi đây lên cho chị một con đẹp này, một con màu nói chung là màu nhẹ nhàng cho em này, một con đẹp nhẹ nhàng siêu đẹp luôn cho em ha. Dành cho chị yêu nào cỡ tầm này 50 tới 55 kg mang vừa,
50 tới 55 ký được mang đẹp. Mã nâu cho chị Xuân Phạm chốt đủ đơn luôn cho em chế yêu ơi. Mã nâu cho chị Xuân Phạm này, mã nâu cho chị Xuân Phạm 49k này chốt cho em đủ đơn like luôn nha chế yêu ơi. Đơn từ 80k đổ lên em xếp hàng các chị yêu ha. Cái này dành cho chế yêu là tầm 45 tới 55 ký mặc vừa cho em các chị ơi, 49k cho em ạ. Giờ 49k siêu đẹp như này mày chế yêu ơi, nhanh tay chốt liền cho em ạ. A75. Cái này như kiểu dạng bong bơ này mọi người. Ba cực kỳ thích cho em ha các chị ơi. Tranh thủ chốt cho em đi các chị ơi. Em nói thật luôn, bao giá trên toàn Facebook cho các chị luôn. Rồi cái này lên cho em ạ. A75 nhiều chỗ bán tới 100 mấy chục ngàn một chiếc áo nhạc như này các chị ơi. Bên em chỉ bán có mấy chục ngàn để lấy tương tác của các chị thôi. Rồi cái này lên cho em ạ. A75. A75 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A75. Xuân Phạm chốt thêm cho em một con này em gửi hàng chị yêu nha. Rồi 49k lên cho em ạ. A75. A75 49k cho em ạ. Rồi lên cho em ạ. A75 49k chốt cho em ạ. A75 này. A75 49.000 nhá. A75 49k kèm điện thoại luôn cho em ạ chị ơi. Rồi em lên cho chị một con xám này, chấm hai lên cho em là các chị yêu này. Rồi lên cho chị một con xám này, một con xám size nhỏ cho em này các chị ơi. Một con xám size nhỏ phần phía trong cho em này các chị ơi. Phần phía trong cho em là toàn bộ caro như này ha. Rồi chấm hai lên cho em là các chị yêu ơi. Rồi có dạng một lớp luôn chị yêu ơi, có dạng một lớp luôn nhá. Rồi con này dành cho chị yêu nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 52 kg mang vừa cho em các chị ơi. 45 tới 52 kg mặc vừa cho em mã xám, con này cho em mã xám đấy. 45 tới 52 kg mặc vừa, chốt cho em mã xám 49k lên cho em mã xám con này cho em. Lên cho em mã xám 49k kèm điện thoại luôn cho em chị ơi, lên cho em mã xám đấy. Đó. Ba đẹp chưa ạ? Lên cho em mã xám 49k chốt cho em mã xám này. Xám 49k, xám 49k kèm điện thoại luôn cho em chị yêu ơi. Lên cho em mã xám này 49k chốt cho em mã xám nhá. Xám 49k. Lên cho em mã xám 49k chốt cho em mã xám ạ. Chấm mai lên cho em ạ. Lên cho em mã xám 49k lên cho em mã xám mấy chế ơi. Lên cho em mã xám 49.000 chốt cho em mã xám nhá. Xám 49k. Rồi con này size kiểu dạng form dài cho em này các chị ơi. Kiểu dạng form dài cho em này, free size cho em là size to mặc vừa nha. 50 tới 60 kg để em vừa cho em các chị ơi. 50 tới 60 kg mặc vừa lên cho em mã dài ha. 50 tới 60 kg mặc vừa lên cho em mã dài con này cho em mà chốt cho em mã dài. Ủa chị không thích giả hả? Rồi 50 tới 60 kg mặc vừa lên trên mã dài con này, chốt trên mã dài cái chỗ dài 49k mã dài. Dài 49k, dài 49k kèm điện thoại luôn trên mã dài nhá. 49k lên trên mã dài, dài 49k. Dài 49k kèm số trên mã dài, 49k chốt trên mã dài nhá, dài 49.000 cho em. Sao thế? Mấy chế ơi. Các chị không thích giả hả? Các chị không thích giả hả? Rồi lên cho chị một con siêu đẹp nha mọi người, một con hồng này. Một con hồng dáng ra cho em ạ, à. chị nào mà thích hồng dáng ra cho em thì nhanh tay hút liền cho em ạ. À. Trời ơi, nhìn mấy cái đầm công chúa, nhìn chất ngất. Rồi con này lên cho em ạ, à, hồng nha mọi người ơi, dành cho chị nào tầm 48 này, 48 55 ký mặc vừa cho em các chị ơi. 48 55 ký mặc vừa, 49k lên cho em ạ, à, dài, dài 49.000 cho em, chốt cho em ạ, à, dài nhá. 49k lên cho em ạ, à, dài, chấm mai lên cho em nào mấy chế yêu ơi. Rồi đơn hôm qua chưa chốt hả em sắp ơi, rồi bên em đang điện chế yêu ơi, bên em đang điện nhá. Rồi con này lên cho em mã hồng. Rồi mã hồng đây cho chị Tuấn Xoan 49k này chốt đủ đơn luôn cho em chị yêu ơi. Rồi mã dài cho lộ mã dài, cái này mã dài cho chị Xuân Phạm. Đúng comment đúng mã cho em dài chị Xuân Phạm. Rồi mã hồng hả? Mã hồng nào ta? Hồng đây hả chế? Hồng nào? Chị Tuấn Xoan ơi, hồng nào chế ơi? Hồng nào? Comment đúng mã cho em đọc nhá. Lát rồi sợ em thất lộ đi. Mã dài cho chị Xuân Phạm dồn đơn này. Trời ơi có 49.000. Rồi lên cho chị đây. Mà nói chung là chỉ có tương tác thôi, lấy tương tác thôi. Rồi lên cho chị đây một con nâu này, một con nâu đẹp nha mọi người. Lên cho chị một con nâu đẹp này. Con này free size cho em từ 50 kg đổ lên là mặc vừa cho em. Free size 50 kg đổ lên là mặc vừa ha. 50 kg đổ lên mặc vừa. Free size 50 kg đổ lên mặc vừa, chốt cho em ảnh nâu. Rồi lên cho em ảnh nâu chọn con khác cho em đi chị ơi. Con này lên cho em ảnh nâu free size, lên cho em ảnh nâu. Quá là đẹp luôn mà chị yêu ơi. Lên cho em ảnh nâu 59k cho em cái trời. 59k lên cho em ảnh nâu. Nâu 59k kèm điện thoại luôn cho em ảnh nâu này. 59k chốt cho em ảnh nâu. Nâu 59k cho em. Lên cho em ảnh nâu. Nâu 59k kèm số nha mọi người ơi. Lên cho em ảnh nâu ạ. Nâu 59 này. Rồi lên cho em ảnh nâu nha. Nâu và kèm luôn số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con này. Một con size to là mặc vừa cho em này các chị ơi. Một con size to là men vừa cho em ạ. Size to mặc vừa này. Quá là đẹp, em nói thật luôn, độ mới toàn trên 90% hết nha mọi người. Chấm mài tương tác mạnh tay cho em nào mấy chế ơi. Rồi con này size to là mặc vừa cho em ạ. Dành cho chị nào từ 55 tới 60 kg mặc vừa cho em ha.
55 tới 60 ký mặc vừa, 55 60 ký mặc vừa 49k A102 này. 49k chốt cho em A102. 49k lên cho em A102 nha mọi người ha. 49k này chốt cho em A102. A102 49k kèm điện thoại luôn cho em ạ. A102 49k 49.000 lên cho em A102. A102 49k kèm số luôn cho em các chị ơi. A102 49k, A102 49.000 cho em ạ. Mấy chế ơi, chấm ai cho em với. Đó lên cho chị một con đẹp nha mọi người. Con này dành cho chị nào có tầm 50 tới 55 kg mắc vừa cho em ha. Rồi 50 tới 55 kg mắc vừa cho em các chị ơi. 50 tới 55 kg mắc vừa cho em ạ. Rồi 50 tới 55 kg mắc vừa. 49k luôn cho em ạ. A117 đây. 49k. 49k lên cho em ạ. A117 cho em ạ. 117 49k kèm số cho em này. 50 tới 55 kg mắc vừa. A117 cho em. A117 các chị ơi. 49k A117 cho em ạ. Rồi 49k A117 cái chơi, các chị không thích dạ hay sao này? Các chị không thích dạ hả? Không thích dạ hả? Mày chế ơi. Mày chế không thích dạ hả? Rồi em lên một con sàm đây mọi người, lên cho chị một con sàm đấy. Cái này chỉ nào tầm 50 tới 55 kg mắc vừa ha. 50 tới 55 kg mắc vừa lên cho em ạ. Sàn con này cho em ạ. Rồi 50 tới 55 kg mắc vừa. 50 tới 55 kg mắc vừa lên cho em ạ. Sàn con này cho em ạ. 50 tới 55 kg mắc vừa. Rồi 50 tới 55 kg mắc vừa chốt cho em ạ. Sàn. 50 55 kg mắc vừa, 50 55 kg mắc vừa 39k chốt cho em ạ. Sàn đấy. Sàn 39k, sàn 39k cho em ạ. Sàn 39.000 lên cho em ạ. Sàn đấy. Sàn 39k chốt cho em ạ. Sàn. Sàn 39k, sàn 39k. Sàm 39 thôi mấy chế ơi, lên cho em ạ sàm. 39k lên cho em ạ sàm ạ. Sàm 39k, chốt cho em ạ sàm. Rồi lên cho chị một con đẹp nè mọi người. Lên cho chị một con đẹp nha. Rồi con này dành cho chị yêu nào có tầm đây. Dạ size nhỏ đi em. Đây em là em mặc size nhỏ nhất rồi chế ơi. Nên là chị coi cái nào em mặc được thì chị mặc được luôn ý. Đây tầm 40 tới 55 kg mắc vừa, tại vì cái hàng này là kiểu form form rộng như này ha. 40 tới 55 kg mắc vừa cho em ạ. 40 55 kg mắc vừa, em là em có 43 kg thôi. Đây các chị này. 40 tới 55 kg mắc vừa cho em ạ. 40 55 kg mắc vừa cho em các chị ơi. 40 tới 55 kg mắc vừa cho em ạ. 39k cho em ạ. 39k A105. Rồi 39k chốt cho em A105 này mấy chị ơi. 39k A105. 39k lên cho em A105. 39k chốt cho em A105. 39k chốt cho em A105. A105 39.000 cho em. Rồi dạ caro này các chị này. Đo lên cho chị một con caro này. Ủa cái kia bưng chỗ đâu này? Cái đó. Cái ai vậy? Đó, tato gì đó, không hiểu được. Rồi, lên cho chị một con caro đẹp nha mọi người. Lên cho chị một con caro đẹp. Đây là dạ một lớp cho em này. Mùa hè mà nấu vào đâu. Rồi, cái này dành cho chị nào có tầm 40 tới 55 kg mắc vừa. À, cái gì ta? À, gần tới mùa mưa rồi ngoại ơi, nên là phải bán cái hàng tháng như này để săn, nói chung là săn từ giờ luôn ngoại ơi. Rồi lên cho chị đây, một con siêu đẹp luôn nha mọi người. Con này dành cho chị yêu của tầm từ 45 này. 45 tới 55 kg mắc đẹp luôn cho em các chị ơi. 45 tới 55 kg mắc đẹp chốt cho em ạ. Caro này. Mã caro 39k lên cho em ạ. Caro, caro 39k cho em ạ. Caro. Caro 39.000, caro 39k kèm số cho em ạ. Caro Nguyễn Mai Lan này. Caro Nguyễn Mai Lan chốt hàng lên số cho em nè mọi người, chốt mã kèm số cho em với. Có con hồng nào size 45 kg có chế ơi. 45 kg em chỉ coi cái nào em mặc vừa là chế mặc vừa nhá, tại vì em cũng là 43 45 kg thôi. Em cũng là 43 45 kg thôi chế nè. Rồi đây size nhỏ đây chế yêu ơi, caro chốt mã kèm số cho em đi mọi người. Đây size nhỏ đây, cái này size nhỏ nhất rồi này, 40 tới 50 kg mặc vừa, caro cho chị Huyền Chi chốt đủ đơn cho em. Caro cho chị Huyền Chi chốt đủ đơn này. Rồi đây con này size nhỏ nhất rồi nhá, 40 tới 50 kg mắc vừa. Trời ơi, quá xuất sắc luôn con này, 49k nha mọi người. 49k chốt cho em ạ. À hồng ở đâu ra? 49k lên cho em ạ. À hồng nhá, hồng 49k cho em ạ. À hồng này, 49k cho em. 49k chốt cho em ạ. À hồng của có dáng ngắn, có dáng ngắn.
chị ơi. Rồi 49k chốt cho em mà hồng cho chị Kami à lộ. Hồng của chị viên kẹo trước, hồng của chị viên kẹo trước này, chị viên kẹo chốt đủ đơn luôn cho em ạ. Kami gì thì chị chốt sau rồi. Chị chốt sau, chị lên sau rồi. Rồi lên cho chị một con còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Con đây. Con này là xả một lớp cho em này các chị ơi. Con này xả một lớp cho em sáng dài các chị ơi. Con này xả một lớp sáng dài, các chị nào mặc ở ngoài hay đi Đà Lạt gì cũng ok cho em. Không thì các chị mặc ở nhà cũng được luôn cho em ạ. Chị chốt mã nhưng mà chị không kèm số chế ơi, tại vì ở bên em ha, bên em sử dụng bên hai app luôn chế yêu ơi. Một app là nó hay bị, nói chung hay nó hay bị lỗi về cái app, nên là mọi người khách cũ khách mới gì cũng lên lại số cho em. Rồi mã hồng em hết rồi nhá. Rồi đây cho chị một con dáng dài siêu đẹp, con này các chị mặc đi đâu gì cũng được các chị ơi. Đây, dạ một lớp cho em mọi người ha, 59k cho em ạ, lên cho em ạ, đẹp con này free size. Free size lên cho em ạ, đẹp 50kg đổ lên là mặc vừa cho em ạ. Chị nào mà hay ở Đạt, chị nào mà ở ngoài Đà Lạt hoặc là ở ngoài Bắc ha. Hôm nay cái con như này mang cực kỳ đẹp luôn cho em ạ. Mang một cái đôi bót nữa ha. Mang một cái đôi bót nữa quá là đẹp luôn cho em ạ. Free size con này chốt cho em ạ. Đẹp nha mọi người. 59k cho em. 59k lên cho em ạ. Đẹp 59k, không thấy số chế ơi. Nếu mà có thấy thì em chốt cho chị rồi. Nhưng mà không thấy chế ạ. Rồi lên cho em ạ. Đẹp nhá. Em còn mã đẹp 59k kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho chị một con xanh này. Con này xanh xanh nhỏ cho em ạ. Có xanh đậm. À xanh đậm kia trên canh hả? Khi nào like like đầm hàng áo cưới thì sẽ chuyên like ngày luôn à, để dành một buổi like luôn. Cái này siêu đẹp luôn cho em này các cháu, tầm 40 tới 50 kg mặc vừa cho em các cháu, 40 50 kg mặc vừa. Lên cho em mã xanh 49k chốt cho em mã xanh. 49k lên cho em mã xanh, xanh 49k kèm điện thoại luôn cho em mã xanh. 49k chốt cho em mã xanh nha mày chị ơi. Lên cho em mã xanh, xanh 49k, xanh 49k kèm điện thoại luôn cho em ạ. Hình như các chị thích xanh nhỏ hết đúng không? Rồi lên cho chị hồng đậm này. Rồi. Tam nỉ. Lá gì? Rồi đây lên cho chị một con size nhỏ cho em ạ, tầm 40 tới 50 kg mặc vừa. Một con hồng đậm siêu đẹp luôn cho em ạ. 40 tới 50 kg mang vừa cho em các chị ơi, 40 tới 50 kg mặc vừa. 40 tới 50 kg mặc vừa thường thường là đa phần là cái hàng mà như này người ta dập kiện vô các chị ơi này. Người ta dập kiện vô là thường thường mấy cái nút như này nó sẽ bị bung ra nha mọi người nhá. Nhưng mà bên em sẽ có nút thì bên em sẽ thay. Còn không thì mấy cái chị tự thay cho em là cũng được nha mọi người nhá. Không thì các chị tháo ra hết nút cũng được luôn cho em. Cái này dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mặc vừa. 50 kg mặc vừa lên trên mã A90, 49k lên trên mã A90, 49k lên trên mã A90 kèm điện thoại luôn cho em mấy chị ơi, chốt cho em mã A90, 49k lên trên mã A90, 49k kèm luôn số chế yêu ơi, lên trên mã A90 ạ. 49k chốt cho em ạ, A90. Rồi lên cho chị một con rêu này. Các chị thích màu gì cứ comment lên cho em rồi em sẽ kiếm cho các chị ơi. Rồi size nhỏ là mặc vừa này. Trời ơi size nhỏ là mặc vừa, một con rêu size nhỏ là mặc vừa. Cái này size nhỏ mặc vừa, mã xanh cho chị Xuân Phạm dồn đơn. Mã xanh cho chị Xuân Phạm dồn đơn. Rồi cái này dành cho chế yêu nào có tầm 40 tới 50 kg mặc vừa cho em lên cho em mã rêu. Quá là đẹp luôn mọi chị ơi. Rồi cái này dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mặc vừa lên cho em mã rêu. Rêu và kèm luôn số mọi chị ơi. 59k con này cho em mặc quá là xuất sắc luôn. Con này đầy đủ nút luôn nha mọi chị ơi. Con này đầy đủ nút luôn cho em ạ. Lên cho em mã rêu, chốt cho em mã rêu 59k cho em. 59k lên cho em mã rêu. Rêu 59k kèm luôn số cho em ạ. Lên cho em mã rêu màu hồng size nhỏ đi chế. Rồi ok có luôn chế. Rồi lên trên mã rêu nha mọi người ơi. Lên trên mã rêu kèm số cho em ạ. Rồi màu hồng xanh nhỏ họ để em kiếm nhá. Để em kiếm đây, có hồng xanh nhỏ luôn rồi em còn mã rêu nha mọi người. Rêu đó ba đẹp cho em luôn. Rồi đây hồng size nhỏ đây chị yêu ơi, con này kiểu dạng form rộng cho em này các chị ơi, kiểu dạng form rộng đầy đủ nút luôn cho em các chị này. Con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 tới 52 kg đều mang được cho em các chị ơi. 45 tới 52 kg này rêu cho chị Kamila này 59k chốt thêm cho em một con cho chị nhá. Rồi con này dành cho chị yêu các chị chốt cho em từ hai con đổ lên là em xếp hàng được nha mọi người. Rồi con này dành cho chị nào tầm 45 tới 52 kg mặc đẹp cho em mà chốt cho em mã hồng nhá. 45 tới 52 kg mặc vừa, 59k lên cho em mã hồng cái trời, hồng 59k cho em nhá. Lên cho em mã hồng, hồng 59k kèm điện thoại luôn cho em mã hồng nhá. 59k chốt cho em mã hồng này, hồng 59k kèm số cho em ạ. Chấm mai lên đi nào mọi người ơi, lên cho em mã hồng 59k cho em. Rêu em hết rồi nhá. Rồi em còn mã hồng, hồng 59k kèm số cho em ạ, chốt cho em mã hồng nhá. Hồng 59k, có màu nâu luôn chị yêu ơi, có màu nâu luôn nhá. Rồi lên cho em ạ hồng, hồng 59k kèm luôn số cho em ạ, có màu nâu rất là nhiều màu luôn. Màu gì cũng có các chị ơi. Màu gì cũng có. Rồi lên một con
một con đỏ đô trước ha, một con đỏ đô trước này. Mà reo em hết rồi nha, reo em hết rồi này. Lên cho chị một con đỏ đô trước này. Rồi cho chị một con đỏ đô sáng xài cho em này. Trời ơi quá là đẹp luôn cái trời. Rồi một con đỏ đô sáng xài mã hồng chị Thu Cải này, mã hồng chị Thu Cải cho chị em một con chị Thu Cải nha. Giờ con này chị yêu nào tầm 50 tới 60 kg mắc vừa đỏ đô. 50 tới 60 kg mắc vừa. Lên cho em đỏ đô kèm số cho em ạ. 50 tới 60 kg mắc vừa. 50 tới 60 kg mắc vừa. Lên cho em đỏ đô. Đỏ đô này sale cho chị với giá cực kỳ đẹp luôn cho em ạ. Lên cho em mã đỏ đô 49k thôi. 49k lên cho em đỏ đô này. Đỏ đô 49k, đỏ đô 49k kèm số cho em. Lên cho em mã đỏ đô nha. Đỏ đô 49k. Rồi lên cho chị một con màu hồng này, à lộn một con màu vàng cho chị à, Nga nha. Trời ơi, đây con này quá là dễ thương luôn, cái chơi quá là đẹp luôn, chị mã vàng nha mọi người. Rồi 69k lên chị mã vàng, con này độ mới trên 90 đảm bảo với các chị luôn. Từ 45, từ 40 luôn, từ 40 tới 55kg luôn cho em các chị ơi. Con này kiểu form cho em là kiểu form Barbidon cho em nha mọi người ha. Con này kiểu form Barbidon, con này là không có nút nha các chị ơi, nhưng mà mang cực kỳ đẹp luôn cho em. Chị nào lấy con này chốt chị mã vàng 69k lên chị mã vàng ha. Vàng 69k và kèm luôn số mấy chế ơi, lên chị mã vàng 69k kèm điện thoại luôn cho em ạ. Dành cho chị yêu nào này, dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 55kg đều mang đẹp cho em các chị ơi. Lên cho em mã vàng 69k. Vàng 69k và kèm luôn số cho em mã chốt cho em mã vàng các chị ơi, vàng 69k. Mang hết cả bịch bánh luôn. Ăn đi. Được 40 chốt. Rồi lên cho em mã vàng nha mọi người, chốt cho em mã vàng nhá. Vàng và kèm điện thoại luôn cho em mã chốt cho em mã vàng. Rồi lên cho chị một con màu xám lông chuột này. Rồi mã vàng cho chị Ari Nam Dương này 69k nhá. Rồi, đẹp một lớp 59k. Không có cúc hả em, mã đẹp hả? Mã đẹp đó là người ta thiết kế không có cúc đâu chị em ơi. Cái này người ta thiết kế không có cúc đâu. Chị này như kiểu dạng mà khoác một kiểu như là khoác nhẹ chế. Cái này như kiểu khoác nhẹ này. Đây thiết kế đây chị yêu này. Đây thiết kế đây. Dạng một lớp cho em, không có nút. Nếu chị nào muốn nút thì các chị về tự mua cho em một cái nút. Chị các chị về tự mua nút, tự các chị tự khám. Ba đẹp luôn cho em, cũng đẹp luôn. Rồi lên cho chị đây, một con màu xám như này các chị ơi. Một con màu xám lông chuột nha em ạ. Một con màu xám lông chuột dáng dài như các chị ơi. Free size cho em ạ, lên cho em ạ, xám cho em ạ. Free size 49k thôi ạ. 49k lên cho em ạ, xám con này cho em ạ. Free size chốt cho em ạ, xám. Các chị chốt đủ đơn cho em từ hai sản phẩm đổ lên, em ship hàng nha mọi người. Rồi lên cho em ạ, xám cho em ạ. Rồi, chạy xô nhiều vậy chế. Rồi lên cho em ạ, xám, chốt cho em ạ, xám. Phải chạy xô như thế mới có công ăn chế ơi. Lên chị mà xám xám nha mọi người ơi, lên chị mà xám rồi hồng nha mọi người. Xám nhá, xám 49k thôi. Lên cho chị một con hồng size nhỏ đây các chị ơi, lên cho chị một con hồng size nhỏ cho em này. Dành cho chị yêu nào tầm 40 tới 50 kg mắc vừa cho em ạ, 40 tới 50 kg mắc vừa nha. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa, lên cho em ạ, hồng con này cho em ạ. 40 tới 50 kg mắc vừa, 39k thôi ạ. 39k lên cho em ạ, hồng con này. 40 tới 50 kg mắc vừa, lên cho em ạ, hồng 39k các chị ơi. Lên cho em ạ, hồng 39k chốt cho em ạ, hồng nhá. Hồng 39k, hồng 39k kèm số cho em ạ, hồng nhá. 39k lên trên mã hồng. Rồi lên cho chị một con siêu phẩm theo này mấy chị ơi. Trời ơi, con xuất sắc, con này quá xuất sắc, đảm bảo với các chị luôn. Rồi mã hồng 39k hoa xương rồng, chốt hàng lên số cho em chị yêu ơi. Rồi con này quá là đẹp luôn, có đầy đủ nút cho các chị luôn. Trời ơi, theo nha mọi người, dạ một lớp mà theo nổi nha các chị ơi. Đây lên cho em ạ, siêu phẩm nha mọi người, 79k cho em. 79k lên cho em ạ, siêu phẩm đây, dành cho chị yêu nào từ 45. Em là em có 43kg thôi, em mặc cũng đẹp luôn nha các chị ơi. Rồi cái này dành cho chị yêu nào. Rồi mà xám hở, mà xám cho chị Xuân Phạm dồn đơn. Rồi cái này dành cho chị yêu nào tầm 45, 45 tới 55kg đều ok cho em mọi người. Chốt cho em ạ, siêu phẩm 79k thôi ạ. 79k cái này dạ một lớp cho em đây chị ơi. Ừ, 49. Rồi, lên cho em mã siêu phẩm các chị ơi. Đây toàn bộ là theo như này cho em, dạ một lớp nha mọi người, 79k đúng duy nhất một con, nhanh tay các chị ơi. Nhanh tay dạ mà còn theo nữa nè các chị ơi mới chịu ha. Rồi lên cho em mã siêu phẩm các chị ơi, lên cho em mã siêu phẩm. Trời ơi. Trời ơi, ở đây mà cái mùa ở đây là mà mùa mà xe lạnh rồi. Trời ơi, con này chắc em phải hốt rồi này các chị ơi, nhanh tay cho em ạ. À. Dạ một lớp mang cực kỳ thoải mái luôn cho em ạ. À. Lên cho em mã siêu phẩm các chị ơi, 79k chốt cho em mã siêu phẩm này từ 45, từ nói chung là từ 43, 43 tới 55 kg đều mang đẹp cho em. Lên cho em mã siêu phẩm của túi trước luôn nhá. A75 đầu lai còn không? Còn chị yêu ơi, A75. Bây kiếm chị A75 đầu lai đấy. Còn nha chị yêu ơi, còn nhá. Rồi các này lên cho em mã siêu phẩm nha mọi người. Siêu phẩm 79k và kèm luôn số chị mã siêu phẩm cho em này. Lên cho em mã siêu phẩm 79k, 79k chốt cho em mã siêu phẩm nhá. Siêu phẩm 79k này, siêu phẩm 79k kèm số cho em ạ. Trời ơi, cái siêu phẩm không chị nào chốt ạ. À. Lên cho em mã siêu phẩm nhá. Siêu phẩm 79k kèm số cho em ạ. A75 đây.
đây, còn đây chị Viên Kẹo ơi, A75 đây còn này, chị lấy thì ok này. A75 đầu lai đen còn nhá chị ơi. Ừ, hồng, hoa hồng gai, hoa xương rồng. Hoa xương rồng chốt hàng lên sổ cho em đi chị ơi. Rồi ok, hồng 39 cho chị hoa xương rồng nhá. Trời ơi, cái con siêu phẩm đẹp mà không chị nào chốt à. Siêu phẩm đẹp mà không chị nào chốt à. Rồi đây A75 đây chị ơi, con này ba đẹp luôn cho em nha mọi người. Trời ơi, quá xuất sắc luôn, 59k nha mọi người. 59k lên cho em ạ, đẹp con này, đẹp 59k. Dành cho chị yêu nào tầm 45 tới 55 ký mặc vừa, mặc cực kỳ sáng da, mặc cực kỳ sáng da cho em mọi người ơi. Mặc cực kỳ là sáng da luôn cho em. Lên cho em ạ, đẹp nha mọi người. Mã đẹp và kèm luôn số cho em ạ, 59k chốt cho em ạ, đẹp đây. Đẹp 59k và kèm điện thoại luôn cho em ạ, chốt cho em ạ, đẹp nha mọi người. Đẹp 59k rồi A75 đây cho chị Viên Kẹo 59k dồn đơn này. Ừ. Lên rồi. Lên rồi, thấy chưa? Hoa xương rồng. Hồng. Cái hồng á. Nhưng mà nó sống đâu nhỉ? Hắt qua hắt lại. Hắt qua hắt lại. Đó. Rồi, chiều hoa xương rồng chốt thêm cho em một con nhé chị ơi. Mọi người ơi, chốt đủ đơn cho em từ hai cái đổ lên nhá. Như chị gì ta? À, chị Ari Nam Dương cũng chưa đủ đơn đâu nè, tại vì bên em không có dồn được, tại vì hai chỗ like khác nhau trẻ ơi, nên là không có dồn được hàng nha mọi người. Trời ơi, con này mê cực kỳ sáng da luôn, không thì cái chị nào mà mua về để tặng, mua về cho mẹ cũng được các chị ơi, tại vì cái màu này chị nào mà đứng tuổi chút xíu ra mặc cực kỳ đẹp luôn cho em, không thì chị nào mà như em mặc cũng nổi da luôn cho em này, bao nhiêu tuổi mặc cũng đẹp cho em mà. Lên cho em ạ, cổ vịt cho em ạ, xanh cổ vịt các chị ơi, lên cho em ạ, xanh chốt cho em ạ, xanh này từ 45 tới 55 ký đều mang đẹp cho em. Lên cho em ạ, xanh các chị ơi, 45 tới 55 ký đều mang đẹp, chốt cho em ạ, xanh xanh và kèm điện thoại luôn cho em ạ, chỉ có 49k thôi. Lên cho em ạ, xanh xanh 49k, con này dạng ngắn cho em ạ, xanh này 49k chốt cho em mà xanh. Mọi người chốt đủ đơn cho em nhá. Đơn 80k đổ lên em mới ship hàng các chị ơi, một con không ship nhá. Rồi lên cho em mà xanh. Xanh và kèm điện thoại luôn mà chị yêu ơi, lên cho em mà xanh và kèm số cho em nhá. Chốt cho em mà xanh này. Các chị nào thấy em ạ, thấy em thì cho em một nút chấm này. Rồi em còn là xanh, rồi lên cho chị một con xám đẹp nha mọi người. Trời ơi, xinh chưa? Quá là xinh luôn. Rồi lên cho chị đây, con này đầy đủ nút cho em các chị ơi. Dành cho chị nào cỡ tầm 45 tới 55 ký mặc đẹp cho em ha. 45 tới 55 ký mặc vừa lên cho em này. 45 tới 55 ký mặc vừa cho em này. 45 55 ký mặc vừa. 45 55 ký mặc vừa lên cho em A88 con này cho em mà, chốt cho em A88 các chị ơi, quá là xuất sắc luôn. Lên cho em A88, chốt cho em A88 xả con này các chị với giá 59k. 59k lên cho em A88 cho em ạ. Con này mới gần như 100% nha mọi người. Lên cho em A88 cho em ạ, 59k cho em. Rồi 59k, 59k lên cho em A88 cho em ạ. A88 59k kèm số cho em ạ. A88 59k A88 rồi, lên cho chị một con size S là mặc vừa này. Con này còn nguyên tang mạc luôn cho em nói thật luôn chứ nào. Hàng si đã mắc tiền rồi, nói chi là hàng mới các chị yêu nha. Rồi đây con này còn nguyên tang mạc luôn cho em. Hả? Ừ, đẹp. Rồi con này còn nguyên tang mạc luôn cho em mọi người. Size nhỏ là mặc vừa cho em này, tầm 40 tới 50 kg mặc vừa cho em ạ. Rồi 40 tới 50 kg mặc vừa lên cho em ạ, còn tem. 40 tới 50 kg mặc vừa lên cho em ạ, còn tem 69k cho em. Rồi 69k lên cho em ạ, còn tem các chị ơi, còn tem 69.000 nhá. Lên cho em ạ, còn tem, con này còn nguyên tang mạc luôn cho em mọi người. Lên cho em ạ, còn tem 69k cho em ạ. Màu này là màu xanh đen cho em mọi người. Lên cho em ạ, còn tem. Lên cho em ạ, còn tem 69k, lên cho em ạ, còn tem. Có sai chị không em? Có sai chị luôn chị yêu ơi. Chị thích kiểu dáng ngắn hay dáng dài cứ comment lên cho em và cả màu luôn. Em có đầy đủ màu luôn chị yêu ơi. Rồi em còn mã còn tem nhá. Mã còn tem 69k kèm điện thoại luôn cho em. Lên cho em ạ, còn tem 69k lên cho em ạ, còn tem cái trời dài qua gối có luôn chị yêu ơi. Dài qua gối như con này đây. Như con này đây chị yêu ơi, dài qua gối luôn cho em ạ. Đây, quá là xuất sắc luôn cho em ạ. Chị nào mà hay đi nước ngoài gì cũng được này các chị này. Đây, kiểu dạng sập sập cho em nha các chị ơi, thiết kế dạng sập sập cho em này. Cái này dành cho chế nào tầm 50 tới 62 kg đều ok cho em ạ. 50 tới 62 kg mặc vừa. 50 tới 62 kg mặc vừa. Lên cho em ạ, dài con này chốt cho em ạ, dài nha mọi người ơi. 59k lên cho em ạ, dài. Dài 59k cho em. Lên cho em ạ, dài. 59k lên cho em ạ, dài. Chấm mai lên cho em nào các chị ơi. Lên cho em ạ, dài. 59k chốt cho em ạ, dài nhá. Dài 59k, dài 59k kèm số cho em ạ. Lên trên mã dài các chị ơi, lên trên mã dài 59k chốt trên mã dài. Dài 59k, dài 59k rồi, lên cho chị một con hồng đẹp này mọi người ơi. Rồi con này dành cho chị yêu nào tầm 40 tới 50 kg mặc vừa cho em ạ, 40 tới 50 kg mặc vừa ha. 40 tới 50 kg mặc vừa, 40 50 kg mặc vừa chốt trên mã A100.
40 50 ký mắc vừa, lên cho em A 100 con này cho em. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa, lên cho em A 100 này. À, cho em xem ở cuối đảo phía sau. Rồi từ từ sẽ live Phạm Yến Linh ơi, nói chung là con này mấy cái con này chắc cỡ ngày mai là sẽ bắt đầu live hàng đằng sau nha, tại vì mới chuyển đó. Mới sửa chỗ này mà chị ơi. Rồi 40 tới 55 ký mắc vừa, lên cho em A 100. Chốt cho em A 100 49k. 49k lên cho em A 100. A 100 49k. A 100 49k cho em. Lên cho em A 100 49k. Chốt cho em A 100 này. Chấm 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 cho em đi nào mọi người ơi. Lên cho em A 100. 49k lên cho em A 100. Size to mặc vừa cho em là các chị này. Size to là men vừa cho em các chị ơi. 60-65 ký mắc vừa cho em ha. Rồi 60-65 ký mắc vừa, 60-65 ký mắc vừa. Này mấy chị mà có đơn rồi á, một con rồi chốt đủ đơn cho em đi các trời ơi. Rồi 50-65 ký mắc vừa, 50-65 ký mắc vừa lên cho em ạ, to 49k cho em ạ. Rồi 49k lên cho em ạ, to 49k cho em ạ. Rồi A100 này em còn nha, A100. A100 của chị Xuân Phạm nhá, A100 của chị Xuân Phạm này, chấm bài lên cho em nào mọi người. Rồi ok chị Thu Hải, Thu Cải. À, lấy cái content của chị Thu Cải này. Cái đó là mãi gì đấy? 100 Thu Cải đúng không? À, Thu Cải bỏ vô cho Thu Cải. Cái A100 đó vô Thu Cải. Lấy cái màu hồng ra lại. Thu Cải có không? Thu Cải có không ta? Ừ. Rồi A100. A100 của chị em. Ừ, Xuân Phạm A100. Rồi em lên lại hồng này. Ok chị Thu Cải. Rồi em lên lại hồng này. Rồi em lên lại hồng này mọi người. Con này chị nào tầm 40-50kg mắc vừa, lên trên mạng hồng. 40-50kg mắc vừa, lên trên mạng hồng các cháu ơi. 40-50kg mắc vừa. Rồi 40-50kg mắc vừa, chốt trên mạng hồng nha mọi người ơi. 49k chốt trên mạng hồng này. Hồng 49k, hồng 49k cho em. Hình như một máy nó mờ đúng không? Hồng 49. Hồng 49 nha các chơi, hồng 49 á. Hồng 49. Sao chị mấy nàng, mấy nàng không thích hả mấy nàng? Chấm mai cho em đi nào mấy nàng ơi. Rồi thăm dài cho em nè. Thăm dài nha các chơi ơi. Dành cho chị nào có tầm 50-60kg mắc vừa cho em ha. 50-60kg mắc vừa cho em ạ. 50-60kg mắc vừa. 50-60kg mắc vừa lên cho em ạ. A553. 50-60kg mắc vừa lên cho em ạ. A553 cho em ạ. Chốt cho em ạ. A553 này. A553 49k. A553 cho em ạ. A553 này. 49k cho em. 49k lên cho em ạ. A553. A553 49k này. A553. 553 49k. 553 49.000 cho em ạ. Mã 553. Chấm lên cho em nào mấy chế ơi. Cái chị thích dài ngắn sáng dài cứ comment lên cho em ạ. Rồi lên cho chị một con dài sáng đấy. Sáng dài cho em nhá. Rồi hôm qua chị chốt áo dài nhưng đã không thấy sao sáng mai không có em. Là sao chị Thảo Minh ơi? Rồi lên cho chị một con sản đấy. Cái này dành cho trẻ yêu nào của tầm từ 45-55kg mang vừa cho em các trời. Rồi 45-55kg mắc vừa cho em ạ. 45-55kg mang vừa. Rồi chốt cho em ạ. A86 cho em ạ. Rồi 45-55kg mắc vừa. Chốt cho em ạ. A86 cho em. Lên cho em ạ. A86 49k. Chốt cho em ạ. A86 đấy. A86 49k. Kìm điện thoại luôn cho em ạ. A86 đấy. Ôn 9K A86 các chị ơi. Ôn 9K chốt cho em A86 ạ. A86 và kìm luôn số mấy chị ơi. Lên cho em A86 cho em. Chốt cho em A86 ạ. A86 553 cho chị Mai Huyền. 553 cho chị Mai Huyền này. 553 là con nào? 553 cho chị Mai Huyền này. Chốt đủ đơn luôn cho em chị yêu ơi. 553 chị Mai Huyền. Cái đó 49.000. Mai Huyền lên số rồi. Mai Huyền lên số rồi. Chốt đủ đơn luôn nha chị Mai Huyền ơi. Mọi người chốt cho em từ hai con đổ lên này. Mọi người chốt đủ đơn cho em từ 2 chip đổ lên. A86 chị Mai Huyền luôn. A86 chị Mai Huyền luôn này. Rồi ok chị Mai Huyền được 2 con rồi này. Mai Huyền được 2 con. Rồi lên cho chị đây một con màu nhẹ nhàng kia này. Rồi lên cho chị một con màu nhẹ nhàng siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. Rồi A86 em hết rồi nhá. Rồi con này dành cho trẻ yêu nào có tầm từ 45-55kg mắc vừa. 69k con này chốt cho em ạ. Đẹp. Đẹp 69k và kèm luôn số cho em ạ. Con này đầy đủ nút luôn các chị ơi. Rồi 69k lên cho em ạ. Đẹp. Đẹp 69k. Rồi lên cho em ạ. Đẹp 69k chốt cho em đẹp.
Đây thì toàn toàn chốt con khác cho em trời ơi. Rồi con này lên cho em mã đẹp nha mọi người, 69k chốt cho em mã đẹp, ba đẹp luôn nha các chú ơi. Lên cho em mã đẹp 69k cho em. Lên cho em mã đẹp, đẹp 69k, đẹp 69k tầm 45 tới 55 kg mặc vừa. Rồi 45 tới 55 kg là mặc đẹp cho em ạ, lên cho em mã đẹp nha mọi người. Rồi lên cho em mã đẹp 69k chị lặng lẽ buông này. Đẹp 69k chị lặng lẽ buông nha. Đẹp 69k chị lặng lẽ buông này, lặng lẽ buông. Rồi em lên cho chị đây, một con size nhỏ này. Con này dàng ngàn cho em này, lặng lẽ buông chưa có đơn đâu. Cái đó 69 ngàn. Trời ơi, cái này cưng chua các chị ơi. Trời ơi, quá là cưng luôn này. Lên cho em này, mã vàng nha mọi người ha. Lên cho em mã vàng. Xả con này các chị size, tại vì cái con này dàng ngàn cho em là xả các chị con này với giá yêu thương nha mọi người ơi. 39k lên cho em mã vàng. Vàng 39k dành cho chị yêu nào tầm 45 tới 53 kg mắc vừa cho em ạ. 45 tới 53 kg đều mang đẹp cho em các chị ơi. Lên cho em mã vàng. Chốt cho em mã vàng và kèm luôn số cho em ạ. 45 tới 53 kg mắc vừa. Lên cho em mã vàng, mã đẹp em hết rồi này, mã đẹp em hết rồi nhá. Rồi con này lên cho em mã vàng các chị ơi. 39k cho em. 39k lên trên mã vàng, vàng 39k kèm số này. Đẹp em hết rồi các chị ơi. Rồi lên trên mã vàng 39k cho em ạ. Rồi lên trên mã vàng 39k chốt trên mã vàng. Dành cho chị nào tầm 40 tới 53 kg mắc vừa cho em. 40 tới 53 kg mắc vừa. Lên trên mã vàng 39k ha. 39k lên trên mã vàng, vàng 39k kèm điện thoại luôn cho em mấy chị ơi. Lên trên mã vàng 39k mọi người chốt cho em từ hai con trở lên đến xếp hàng nhá. Vàng 39k rồi lên cho chị một con đen đẹp này mọi người. Lên cho chị một con đen này. Lên cho chị một con đen đẹp ha. Rồi con này đầy đủ nốt luôn cho các chị yêu ơi. Con này đầy đủ nốt luôn cho các chị này. Rồi dành cho chị yêu nào đây. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 này. Dành cho chị nào tầm 45 tới 55 kg đều được cho em ạ. 45 tới 55 kg đều mang đẹp ha. Rồi 45 tới 55 kg đều mang đẹp. Trời ơi vải cực kỳ thích luôn các chị ơi. 45 tới 55 kg mặc vừa. 45 tới 55 kg mặc vừa chốt cho em ạ. Đen con này cho em ạ. 59k nha mọi người. 59k lên cho em mặt đen. Đây đầy đủ nốt luôn các chị ơi. Đen 59k, đen 59k lên cho em mặt đen. 59k chốt cho em mặt đen. Đen 59k, đen 59k kèm số cho em mặt đen ạ. 59k lên cho em mặt đen. Rồi lên cho chị một con xám lông chuột này. Màu dạng ngắn màu đỏ hoặc màu xanh hở để em co đã chị ơi. Có thì em lên chế này. Tại vì bây giờ nó nhiều á, em không có kiếm được mà. Rồi lên cho chị một con dài nha mọi người. Con này dáng dài cực kỳ dài luôn. Cho em chị nào thích dáng dài thì chốt cho em con này nhá. Lên cho em ạ dài nha mọi người. Con này chốt cho em ạ dài. Dành cho chị nào tầm 50-58kg mắc vừa cho em này. Rồi 50-58kg mắc vừa. Lên cho em ạ dài con này cho em ạ. 50-58kg mắc vừa. 50-58kg mắc vừa ha. Rồi 50-58kg mắc vừa. Lên cho em ạ dài các chú ơi. Chốt cho em ạ dài 59k cho em. 59k lên trên mạng dài, dài 59k. Thử váy gì chị yêu ơi, thử váy gì ạ? À? Váy đằng sau chưa có like, để dành một ngày lên. Nguyên ngày luôn like luôn chị yêu ơi. Rồi em còn mã dài nha mọi người. Đây con này dàng ngắn cho em màu xanh đen đây. Đây màu xanh đen dàng ngắn màu xanh đen đây các chị ơi. Trời ơi, quá là xinh luôn mọi người ơi. Quá đẹp con này, không đẹp không lấy tiền nha mọi người. Chốt cho em mã xanh đen 69k cho em. Dành cho chị nào tầm 45 tới 55 kg mắc vừa. Chốt cho em mã xanh đen, chị nào mà thích màu xanh đen. Tại vì cái hàng ngắn này ít chị thu cải ơi. Nên là có được màu nào, có được màu nào chị thấy đẹp thì chị nhắm chị chốt được chị chốt nha chị ơi. Tại vì bây giờ em cũng nói chung là hàng ngắn này, hàng dài nó nhiều hơn hàng ngắn nhá. À, bóc được con nào sẽ lên con đó luôn. Đây như con này 69k lên cho em ạ. Xanh đen. Xanh đen 69k cho chị Camille này. Camille dồn đơn này 69k con đó nhá. Rồi con đó bao đẹp luôn. Rồi lên cho chị một con caro. Phần phía trong cho em này. Rồi mã xanh đen cho chị Camille rồi ha. Rồi đây con này phần phía trong cho em là lông như này. Lót lông cho em ạ. Phần phía trong cho em là lót lông cực kỳ mềm mịn luôn nha mọi người. Trời ơi một con caro. Cái này mua về các chị mua về. Mua về để mặc ở nhà cũng đẹp luôn nha mấy chị ơi. Mua mặc về ở nhà. Xanh đen em hết rồi, chị Phạm Huyền sao mất rồi chị yêu ơi. Con này bao đẹp luôn cho em, cái cho lên cho em mặc caro và kèm luôn số cho em ạ. Các chị mặc ở nhà hoặc là chị nào mà tuổi tin tin thì cũng được ha. Tại vì cái hàng caro này bao nhiêu tuổi mặc cũng ok hết cho em mọi người ha. 69k con này chốt cho em mặc caro nha mọi người. Free size lên cho em mặc caro 69k cho em ạ. Bao đẹp luôn nha, kiểu dạng xẻ tà luôn cho em như này. Tuổi trẻ gì mặc cũng đẹp luôn nha mọi người. Nói chung là bao nhiêu tuổi mặc cũng được cái hàng caro như này. Nhất là mấy cái hàng đồ á, đồ là em là cực kỳ thích mấy cái hàng mà caro như này. Nhìn nó trẻ nữa, trẻ mà đẹp nữa ha mọi người. Xanh đen em hết rồi, chị thu cải sau rồi. Lên trên mã caro 69k cho em mọi người ơi. Lên trên mã caro 69k. 69k lên trên mã caro. Phần phía trong cho em là lót lông như này mọi người. Em đảm bảo với các chị mặc lên con này cực kỳ thích luôn cho em. Mã caro. Chị nào lấy comment chốt cho em mã caro 69k lên trên mã caro. Caro 69k nha mọi người. Lên trên mã caro 69.000 cho em. 69k lên trên mã caro. Caro 69k kèm số cho em ạ.
Rồi caro 69k nha mọi người ơi. Caro 69k nha. Chị nào lấy có màn chốt cho em ạ. Caro 69.000 này. Rồi lên cho chị một con dáng dài cho em này các chú ơi. Một con dáng dài bao đẹp luôn nha mọi người. Rồi mã caro 69k chị Comely tồn đơn này. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi. Con này dành cho chị nào từ 50 tới 60 kg mặc vừa. Con này màu kiểu dạng màu màu xám xi măng nhá. Rồi con này chị nào từ 50 tới 60 kg mặc vừa cho em các chú ơi. 50 tới 60 kg mặc vừa cho em ha. 50 60 kg mặc vừa, 50 tới 60 kg mặc vừa. Rồi 69k con này lên trên mã A64, 69k chốt trên mã A64 con này ha. Rồi 69k lên trên mã A64, 69k chốt trên mã A64 kèm điện thoại luôn mấy chị yêu ơi. Lên trên mã A64 này, 69k chốt trên mã A64 nhá. A64 69k, 69k lên trên mã A64 cho em. 69k chốt trên mã A64, rồi lên cho chị một con hồng này. Hầu như là ít dáng ngắn. A64 69k chị Phạm Huyền nhá. A64 69.000 chị Phạm Huyền này. Rồi đây, con này đẹp này mọi người ơi, con này đẹp cho em ạ. À. Dành cho chị yêu nào tầm 50 tới 55 kg mặc vừa cho em ạ. À. 49k lên cho em ạ hồng. 50 tới 55 kg là mặc đẹp ha, lên cho em ạ hồng. 49k lên cho em ạ hồng nhá. Hồng 49k, hồng 49k kèm số cho em chốt cho em ạ hồng. Hồng 49k, 49k chốt cho em ạ hồng. Rồi em lên cho chị một con rêu dáng dài nha các chị ơi. Lên cho chị một con rêu dáng dài cho em này. Rồi chốt cho em ạ rêu này mọi người ơi. Lên cho em ạ rêu. Rêu cực kỳ nổi da cho em này. Rêu mang rêu cực kỳ nổi da luôn cho em các chị ơi. Rồi con này dành cho chị yêu nào cỡ tầm đây 50 tới 55 kg mặc vừa cho em. Rồi 50 tới 55 kg mặc vừa ha. 50 tới 55 kg mặc vừa. Lên cho em ạ rêu kèm luôn số mấy chị yêu ơi. Lên cho em ạ rêu 59k cho em luôn. 59k lên cho em ạ rêu. Rêu 59k kèm điện thoại luôn nha mấy chị ơi. Lên cho em ạ rêu. Rêu 59k. Rêu 59k kèm số cho em ạ rêu ạ. 59k chốt cho em ạ rêu. Rồi lên cho chị một con xanh lá này các chị ơi. Một con xanh lá cho em này. Con này chị nào mà đứng tuổi chút xíu mới mang đẹp nha mọi người. Dành cho chị nào cỡ tầm này 50 tới 55 kg mặc đẹp. 48 tới 55 kg mặc đẹp cho em ạ. Hồng 49k Lê Thoan Thị Toan Toan này. Lê Thị Toan Toan chốt cho em thêm một con em gửi hàng chị yêu nha. Dành cho chị nào cỡ tầm có đơn rồi hả? Lê Thị Toan Toan có là phải không? Ừ. Ồ rồi ok, Toan Lê cái đó Toan Lê mà cũng. Lê Thị Toan Toan. Lê Thị Toan Toan. Toan toan. Ok, chị Lê Thị Toan Toan dồn đơn. Cái này chị nào tầm 48 55 kg mặc vừa xanh. Cực kỳ sang luôn cho em các chị ơi, mặc như mặc nguyên bộ như này cho em cũng được luôn nha mọi người. Một cái chân váy này, một cái áo trắng ha, một cái áo trắng hoặc là một cái áo dây gì cũng được nha. Khoác một cái khoác nhẹ như này trời ơi các chị ơi, mặc đi làm gì cũng ok hết cho em. Lên cho em ạ xanh 69k chốt cho em ạ xanh, quá là xuất sắc luôn mọi chị ơi. Lên cho em ạ xanh 69k chốt cho em ạ xanh này. Mấy cái hàng ngắn như này em nói thật luôn, mặc cực kỳ đẹp luôn nếu mà chị nào mà biết phối đồ nha. Mùa lạnh mà các chị mặc đi làm ha, đi làm công sở gì này, các chị mặc một cái quần tây quần âu gì cũng được nhá. Khoác một cái khoác nhẹ như này em nói thật luôn, bao đẹp luôn. Chốt cho em ạ xanh này. Lên cho em ạ xanh 69k chốt cho em ạ xanh các chị ơi, xanh 69k nhá. Rồi lên cho em ạ xanh 69k chốt cho em ạ xanh. Xanh 69k kèm số cho em mọi người ơi, lên cho em ạ xanh. Rồi lên cho chị đây một con đẹp nha mọi người. Rồi lên cho chị một con đẹp form dài cho em các chị ơi. Con này size to mặc vừa cho em. Form dài size to mặc vừa lên trên mà xanh đen con này cho em ạ. Chốt trên mà xanh đen màu này đẹp này chị Thúy Lưu ơi. Nhìn nó sang sang mấy cái màu kiểu xanh đen này. Màu xanh đen, màu tím đậm cho em nè. Rồi màu xanh qua ban mang cực kỳ nổi và sáng ra và mặc nó sang nữa. Rồi con này dành cho chị yêu nào cỡ tầm 50 tới 62 kg mặc vừa xanh chị Lê Thị Toan Toan dồn này. Rồi con này chị nào tầm 50 tới 65 kg mặc vừa cho em ạ xanh đen các chị ơi. Lên cho em ạ xanh đen 69k cho em. Lên cho em ạ xanh đen 69k kèm mua số cho em ạ. Rồi xanh đen 69k nha mọi người. Lên cho em ạ xanh đen 69k chốt cho em ạ xanh đen. Xanh đen 69k nha. Rồi chốt cho em ạ xanh đen 69k lên cho em ạ xanh đen. Rồi lên cho chị một con xám đẹp nha mọi người. Rồi em còn mà xanh đen 69k các chị ơi, mang sang ạ. Rồi lên cho chị một con xám form dài cho em này các chị ơi, xám form dài cho em. Dành cho chị nào tầm 50 tới 65 kg đều được cho em các chị ơi. 50 tới 65 kg mắc vừa luôn. 50 tới 65 kg mang vừa ha, 50 65 kg mắc vừa. Chị nào lấy có màn chốt cho em ạ A11. 50 tới 65 kg mắc vừa, lên cho em ạ A11. 50 tới 65 kg mang vừa, chốt cho em ạ A11 nha mọi người. Bán cho cái gì con này với giá 59k thôi mọi người. 59k lên cho em ạ A11. A11 59k cho em, lên cho em A11. Màu sáng nó rất là ua chuộng luôn các chị ơi, lên cho em A11. A11 kèm luôn số mấy chị yêu ơi, lên cho em A11 cho em. Lên cho em A11 nhá. A11 kèm điện thoại luôn cho em A11. Chấm mai lên cho em nào mấy chị ơi, lên cho em A11. A11 kèm luôn số cho em ạ. Rồi em lên một con hồng cho các chị nhá. Rồi em lên cho chị một con hồng này, con này kiểu cho em này các chị này.
kiểu đẹp nhá, đẹp lạ, kiểu đẹp lạ. Đây các chị ơi, mặc lên này. Ở bên em thì nói chung bây giờ cũng cần xe xe rồi á, xe xe rồi á, cần tới mùa mưa rồi, cần tới mùa mưa rồi nên là mặc mấy con như này mặc ấm đấy các chị này, mặc mùa mưa này. Dành cho chị yêu nào này, rồi dành cho chị yêu nào tầm 50 tới 62 ký mặc vừa luôn cho em các chị ơi, lên cho em ạ hồng nhá. 50 tới 62 ký mặc vừa 59k chốt cho em ạ hồng. Hồng 59k cho em ạ hồng nha mọi người, hồng 59k. Hồng 59k rồi lên cho chị một con màu lạ này các chị ơi, chấm mai lên cho em nào các chị ơi. Rồi lên cho chị một con màu lạ cho em nào. Rồi lên cho chị một con màu lạ, chị nào chưa đủ đơn dáng chốt đủ đơn cho em nhá. Rồi lên cho chị một con màu lạ đẹp nhá. Rất nhiều chị chưa đủ đơn luôn à. Rất nhiều chị chưa đủ đơn luôn. Màu cực kỳ lạ cho em này các chị ơi. Đây màu lạ cho em chốt cho em ạ lạ ha. Lên cho em ạ lạ, đây dành cho chị nào tầm 50 tới 62 ký mang vừa. 50 tới 62 ký là mặc vừa. Lên cho em ạ lạ con này cho em ạ. 50 tới 62 ký mặc vừa. Rồi 59k luôn cho em ạ lạ. Lạ 59k. Chốt cho em ạ lạ. 59k chốt cho em ạ lạ này. Lạ 59k, lạ 59k kèm số cho em ạ lạ nhá. 59k chốt cho em ạ lạ này. Rồi con này đẹp này các chú ơi, con này đẹp này. Dành cho trẻ yêu nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 55 ký mắc vừa cho em ạ. Rồi 45 tới 55 ký mắc vừa. 45 55 ký mắc vừa lên cho em ạ A92. 45 tới 55 ký mắc vừa chốt cho em ạ A92 cho em ạ A92. 49k lên cho em ạ A92. A92 49k cho em ạ. 49k chốt cho em ạ A92. 49.000 chốt cho em A92. A92 rồi lên cho chị một con xanh coban đậm này các chị này. Lên cho chị một con xanh coban đậm nhá. Lên cho chị một con xanh coban đậm này. Con này có kèm dây luôn nha mày chị ơi. Rồi 50 tới 65 ký mắc vừa. Coban quá xuất sắc luôn, không đẹp không lấy tiền con này chốt cho em ạ. Coban hốt con này đi chị Thúy Lưu ơi. Free size cho em ạ. Free size lên cho em ạ coban 79k lên cho em ạ coban free size 79k chốt cho em ạ coban. Coban 79k và kèm luôn số cho em ạ, kèm dây luôn nha mọi người. Kèm dây luôn cho em ạ coban. A92 Stella Thảo Ni. A92 cho chị Stella Thảo Ni này chốt đủ đơn luôn chị yêu ơi. Nghe tay ạ. À Stella Thảo Ni chứ có đơn. Có đây hả? Stella Thảo Ni chốt đủ đơn luôn cho em chị yêu ơi. Stella Thảo Ni chốt đủ đơn luôn cho em nhá. Rồi chị nào lấy con này chốt cho em ạ coban, lên cho em ạ coban 79k nha mọi người. Trời ơi quá là xuất sắc luôn mấy chị ơi. Mang cực kỳ là sáng da và nổi da cho em ạ. Rồi lên cho em ạ coban cho chị Mai Huyền này có đơn rồi đúng không? Mai Huyền hình như có đơn rồi đúng không? Rồi xanh coban đây cho chị Mai Huyền, em bỏ dây vô trong nhá. Con này bỏ dây vô trong này. Có thử. Rồi xanh coban chị Mai Huyền này. Đây có kèm dây luôn, em nhét dây vô trong rồi. Mai Huyền xanh coban chị Mai Huyền 79k này. Chờ Mai Huyền có đơn chưa ta? Mai Huyền có đơn chưa ta? Chị Văn Anh Nguyên chọn con khác cho em được không? Chọn con khác cho em nha chị ơi. Để em kiếm mấy cái màu màu đẹp đẹp cho chị lại. Cái gì chị đó gì ta? A92 với cái con. Chị Stella Thảo Ni chốt đủ đơn luôn chị yêu ơi. Stella Thảo Ni chốt đủ đơn. Stella Thảo Ni chốt đủ đơn luôn cho em nè. Rồi lên cho chị một con nâu này. Nâu này. Nâu thì đủ tuổi nè, mang cũng đẹp nha mọi người. Đây, có kèm nút cho em nè. Nút cái này là nút gọi là nút gì đây? Nút ấn. Đây, mang cực kỳ đẹp nha mọi người. Rồi lên cho em ảnh nâu nha mọi người. Free size chốt cho em ảnh nâu cho em ha. Free size 59k chốt cho em ảnh nâu. Free size 59k chốt cho em ảnh nâu. Rồi ok, chị Stella Thảo Ni lên cho em ảnh nâu. Mang nâu này, 59k cho em ạ. 59k lên cho em ạ, nâu, nâu 59k cho em, chốt cho em ạ, nâu ạ. Nâu 59.000 nhá, nâu 59k cho em. Lên cho em ạ, nâu 59k chốt cho em ạ, nâu. Trời ơi, size nhỏ đây mày chế ơi. Size nhỏ mặc vừa cho em con này. Ê, màu này đẹp này. Ha. Đẹp không? Rồi, màu này đẹp này. Stella Thảo Ni chốt luôn con này đi chế ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em, kiểu sạc màu form bông bơ nha mọi người nhá. Mấy cái áo như này các chị mặc chân váy vô quá là đẹp luôn. À, hồi đợt năm ngoái thì hồi đợt năm ngoái chơi dài đặt cái con mà cái con giả như này, trời ơi dáng ngắn y chang mày luôn, y chang mày luôn, mấy trăm nghìn luôn mày trẻ ơi. Rồi con này dành cho trẻ yêu nào có tầm từ 40 này, 45 tới 55 ký đều mang đẹp cho em. 45 tới 55 ký đều mang đẹp. 45 tới 55 ký đều mang đẹp cho em, chốt cho em A74. Con này kiểu dạng siêu đẹp, kiểu dạng bomber. Lên cho em A74, cho em A74 này.
À, màu này mình có rồi hả? Len cho em A74 nha mọi người ơi, 69k cho em A74, bao đẹp luôn nha, cực kỳ xuất sắc luôn con này. Len cho em A74, chốt cho em A74. Len cho em A74 69k cho em. Chị thích màu gì trẻ ơi, để em lên luôn. A74 69k chốt cho em A74 nha. A74 69k. Rồi lên cho chị một con rêu hỉ. Rồi em còn A74, rồi lên cho chị một con rêu này các chị này. Lên cho chị một con rêu đẹp. Rồi con này dành cho chị là từ 55. 55 tới 62 ký mắc vừa lên cho em mã rêu. 55 tới 62 ký mắc vừa chốt cho em mã rêu. 55 tới 62 ký mắc vừa. Lên cho em mã rêu 59k cho em mọi người. 59k lên cho em mã rêu. Rêu 59k cho em chốt cho em mã rêu. Rêu 59k các chị ơi, lên cho em mã rêu. Rêu 59.000 nha mọi người nha. Lên cho em mã rêu. Rêu 59. Ngủ giấc đi. Rêu 59. Rồi lên cho chị một con đen dài nha mọi người. Chốt cho em mã đen. Lên cho em mã đen 49k chốt cho em mã đen. Con này là giả một lớp cho em các cháu, dành cho chị nào có tầm 50 tới 58 ký mắc vừa. Lên cho em mã đen 49k chốt cho em mã đen này. Chấm mai lên cho em nào mấy cháu, lên cho em mã đen 49k chốt cho em mã đen. Đen 49k các chị ơi, lên cho em mã đen 49.000. Đen 49k. Rồi đây màu này màu cà phê này, màu cà phê sữa, màu này đẹp này, màu cà phê sữa này các chị ơi. Con này đầy đủ nút luôn nha mọi người, dáng xài cho em dài tới gối nha mọi người. Rồi caro nhỏ nào không ạ? Caro nhỏ hả? Để em coi lại chị nha. Rồi lên cho chị đây một màu đen này, mà đen cho chị Vân Anh Nguyên này. Vân Anh Nguyên chốt hàng lên số cho em và chốt đủ đơn này chị ơi, 49k. Rồi đen Vân Anh Nguyên chốt hàng lên số không em nhường này. Rồi ơi con này bao đẹp luôn nha mọi người, quá xuất sắc luôn con này, 79k thôi mấy chị ơi. 79k lên cho em mã đẹp nha mọi người. Rồi Vân Anh Nguyên chốt thêm cho em một con chế yêu nha, dành cho chị nào có tầm 50 tới 58 ký mắc phù. Em nói thật luôn, con này mà các chị mua mà cái đợt trời lạnh luôn á, trời lạnh luôn á. Em không, nếu mà các chị mua trên shop thép mà bán 150, 140, 130 con này là em chắc em trời ơi, em nói thật luôn là cái tới mùa lạnh là con này phải là 100 mấy chục ngàn nha mọi người nha, 140, 190 có chỗ là 190 luôn nha mọi người. Cực kỳ mới cho em các chị ơi, mới gần như 100%. Rồi mã đẹp đây cho chị Thúy Lưu. Chị Thúy Lưu tại vì chị ơi lên lại số cho em nhá, chị Thúy Lưu tại vì bên em cái app nó bị làm sao ấy chị nè. Lên lại số cho em nhá. Em chia ra, nói chung là bây giờ em like hai chỗ rồi, chị Thúy Lưu ơi, cho em lại số những người đẹp nhá. Rồi mã đẹp cho chị Thúy Lưu, em biết chị khách cũ rồi. Chị lên lại số cho em này. Chị lên lại số cho em nhá. Rồi chị Lê Thị Toan sau, chị Phạm Huyền sau, chị Thi Triệu sau nhá. Để em kiếm mấy con đẹp đẹp em lên cho các chị này. Ừ 79 con đó. Rồi chị Thúy Lưu cho em lại số nhá, tại vì bây giờ chia hai chỗ làm rồi chị Thúy Lưu ơi, nên là bây giờ chị lên lại số cho em nhá. Rồi, nên là không có dồn hàng được. Rồi đây lên cho chị một con hồng siêu đẹp nha mọi người ơi, lên cho chị một con hồng đẹp này. Con này quá là đẹp luôn nha các cháu, đẹp xuất sắc luôn cho em. Con này chị nào từ 50 tới 55 ký mắc vừa ha, 50 tới 55 ký mang vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa, 50 tới 55 ký mắc vừa chốt cho em ạ hồng. 59k cho em mọi người, 59k chốt cho em ạ hồng. 50 tới 55 ký mắc vừa lên cho em ạ hồng, 59k cho em. Rồi 59k lên cho em ạ hồng, hồng 59k này. 50-55 ký mắc vừa, hồng 59k. Chị Thúy Lưu ơi, lên lại số cho em nha người đẹp. Rồi ok chị Thúy Lưu, cảm ơn người đẹp nhiều nhá. Thông cảm, thông cảm nha chị ơi, tại vì bây giờ đang chia hai chỗ làm á, nên là phải xin số lại này. Rồi lên cho chị đây một con dáng dài cho em này. Rồi lên cho chị một con dáng dài nhá. Con này kiểu dạng da lộn cho em các chị ơi, tay là tay phồng như này cho em, quá là xuất sắc luôn mình chị ơi. Rồi cho chị con nữa. Rồi ok chị Thúy Lưu, con này cũng chả khác gì luôn mọi người ơi, tay là tay phồng như này các chị ơi. Em là em cực kỳ thích kiểu tay phồng như này, lên dáng dài đây chị ơi. 79k thôi mọi người, chốt chi mặt tím cho em. Tím 79k quá là đẹp luôn nhá. 79k chốt chi mặt tím này. Dành cho chị nào 50 kg đổ lên là mặc đẹp cho em con này, lên cho em mã tím 79k luôn cho em. Lên cho em mã tím 79k, 79k chốt cho em mã tím. Tay là tay phồng như này, tay bo mà, tay phồng tay bo nha mọi người. 79k lên cho em mã tím con này các chị ơi. Lên cho em mã tím 79k chốt cho em mã tím này. Thôi xả 69 đi.
69k đây cho em ạ, tím cái trời. Tím 69k, tím 69k đây, dáng dài đây chế ơi. 69k lên cho em ạ, tím 50 kg đổ lên là mặc đẹp cho em. Rồi 69k, 69k lên cho em ạ, tím tay là tay phòng nha mọi người. Lên cho em ạ, tím 69k, 69k chốt cho em ạ, tím nhá. Rồi tím 69k, tím 69k kèm số cho em, chốt cho em ạ, tím ạ. 69k, 69k lên cho em ạ, tím. Tím 69k nha mọi người, mã đẹp em hết rồi nhá. Cà phê sữa gì em cũng hết rồi. Em còn mã tím thôi mọi người, em còn mã tím thôi. Rồi lên cho chị một con xám đấy các chị ơi, một con xám đấy, kiểu cổ như vậy, cổ. Rồi 49k con này lên cho em mã xám các chị ơi. Rồi 49k lên cho em mã xám 50 kg đổ lên là mặc vừa cho em mã xám các chị ơi, 49k cho em. Rồi 49k lên cho em mã xám các chị này, xám 49.000 nhá, lên cho em mã xám đây. 49k chốt cho em mã xám. Xám 49k, xám 49k mã đẹp em hết rồi ha. Lên cho em mã xám ạ. Xám 49k, xám 49k kèm số cho em. Chốt cho em ạ, xám. Rồi lên chốt chị đây một con xanh đen nữa này. Đằng sau chị để dành nguyên ngày một ngày để like cái hàng sau nha mọi người ơi. Rồi lên chốt chị đây con này đẹp nha mọi người. Dành cho chị nào tầm 50-55 kg mặc vừa cho em ạ, 49k luôn cho em. Rồi 49k chốt cho em ạ, A49 cho em ạ. Alo A99. 49k chốt cho em ạ, A99 kèm số cho em này. 50-55 kg mặc vừa lên cho em ạ, A99 nhá. Rồi 49k, 49k chốt cho em A99 cho em. 49k A99 nha mọi người. Tầm đó chưa ai nha chị ơi. Tầm đó em để một like một ngàn riêng nha chị. Tại vì giờ em đang like cái này, các chị cứ theo dõi lên cái trang này ha. Rồi đến lúc like thì sẽ thông báo này. Rồi lên cho chị size nhỏ mặc vừa. Size nhỏ lắm em, vừa cho em. Con này không mới, không đẹp, không lấy tiền mọi người ơi. Dành cho chị yêu nào này mà xám chị Nguyệt Yến này. Mà xám chị Nguyệt Yến đồn đơn này. Hình như là có rồi đúng không? Xám 49k hình như lại có rồi hay sao, hình như chưa hả Nguyễn Yến, cho thêm cho em một con nha chị ơi. Rồi lên cho chị một con vàng đẹp 40-50 kg mắc vừa cho em nha. Rồi 40-50 kg mắc vừa lên cho em ạ, vàng con này ba đẹp nha mọi người. 40-50 kg mắc vừa lên cho em ạ, vàng con này quá xuất sắc luôn cho em. Lên cho em ạ, vàng và kèm điện thoại luôn cho em cách chơi, vàng cực kỳ nổ ra chưa. Lên cho em ạ, vàng 69k chốt cho em ạ, vàng vàng 69k đây cũng dàn ngắn đây chị ơi. Lên cho em ạ, vàng nút phần phía trong cho em là nút như này các chị ơi. Lên cho em ạ, vàng các chị tùy chỉnh cho em này đó. Lên cho em ạ, vàng nút phần phía trong cho em. Lên cho em ạ, vàng các chị ơi, 69k chốt cho em ạ, vàng vàng 69k. Tại vì cái hàng ngắn hàng dài nó nằm lộn xộn với nhau á, nên là em không có ấy được, nên là em cũng đang ráng bắt, em cũng đang ráng kiếm mấy cái size mà mấy cái con mà ngắn ngắn lên cho các chị nhá. Rồi mà xám hết rồi nha, mà xám hết rồi. Rồi đây. Một con da này là da lộn cho em này các chị ơi, da lộn cho em, da lộn phần phía trong cho em là thun lạnh mát cực kỳ mát này. Rồi con này dành cho chế yêu nào cỡ tầm đây 50-55 kg mắc vừa chốt trên mặt đen. Con này dạ một lớp trên này, dạ một lớp nha mọi người, như kiểu da lộ một lớp, dạ một lớp nha mọi người. Con này dành cho chị nào tầm 45-55 kg mắc vừa mà đen, xả con này các chị với giá 49k. Giờ 49k lên trên mặt đen, đen 49k, đen 49k kèm số cho em cái chỗ lên trên mặt đen 49k chốt trên mặt đen, đen 49k. Rồi lên cho chị màu nổi cho em à, lên cho chị một con nổi này. Rồi đây, màu vàng nổi này, trời ơi. Mặc nổi da cực kỳ luôn mấy chị ơi. Mặc nổi da rất là cực kỳ nổi da luôn cho em các chị ơi. Đây, có nút gài luôn này mọi người này. Cái này gài sau đây. Gài đằng sau hay gài đằng trước? Gài đằng sau hả? Cái này gài đằng sau nha mọi người, cái này gài đằng sau cho em này. Đây, có nút gài đằng sau như này cho em à. Rồi, dành cho chị nào free size cho em ạ, 50kg đổ lên là mặc vừa. Rồi 50kg đổ lên là mặc vừa cho em ạ. Lên cho em ạ, A79 cho em. Rồi A79 cái chơi, 50kg đổ lên mặc vừa 69k A79 này. Cực kỳ mới nhá, 69k A79 cho em. 69k lên cho em ạ, A79 nhá. 69k chốt cho em ạ, A79. 69k A79. Rồi lên cho chị một con kiểu này các chơi. Lên cho chị một con kiểu, con này một lớp cho em mọi người. Phần phía sau cho em là có chữ này các chị ơi. Phần phía sau chữ này, ba xuất sắc luôn cho em. Đây phần phía sau cho em là có chữ như này ha. Đây nút đây các chị ơi, nút từ trên xuống đây không mất một hạt, không mất một nút nào nha. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45-62 kg để em vừa cho em à. Lên cho em à chữ các chị ơi, 49k lên cho em à chữ này. Chữ 49k kèm số cho em à, chốt cho em à chữ này, 49k cho em à. Rồi chữ 49k, chữ 49k kèm số cho em à chữ ạ. 49k lên cho em à chữ nhá. Rồi chữ 49k. Chữ 49 các chị ơi. Rồi đen ngắn đấy các chị ơi.
đen ngắn cho em ạ, lên che mặt ngắn cho em ạ, chốt che mặt đen ngắn. 50 tới 60 ký mặc vừa lên che mặt đen ngắn cho em. 50 tới 60 ký mặc vừa lên che mặt đen ngắn đấy. 50 tới 60 ký mặc vừa lên che mặt đen ngắn cho em, biết chưa? Đẹp chưa? Rồi 59k lên che mặt đen ngắn, 50 tới 60 ký mặc vừa. 59k lên che mặt đen ngắn cho em, đen ngắn 59k. Lên che mặt đen ngắn 59k, chốt che mặt đen ngắn, 50 tới 60 ký mặc vừa. 59k chốt che mặt đen ngắn. Đen ngắn 59k, đen ngắn 59k kèm số che mặt đen ngắn ạ. 59k lên che mặt đen ngắn. Rồi cái này đẹp này mấy chị ơi, cái này đẹp cho em này. Rồi chị nào từ 40 tới 53 ký mặc vừa, rồi 40 tới 53 ký mặc vừa chốt che mặt xanh. Rồi 40 tới 53 ký mặc vừa, phần phía trong cho em là lót lông như này các chị ơi, mang cực kỳ thích luôn cho em ạ. 40 tới 55 ký mang vừa cho em ạ, chốt che mặt xanh. Xanh này xài cho các chị với giá 59 ngàn luôn, chốt che mặt xanh này. Xanh 59k, xanh 59k kèm số cho em các chị ơi, lên che mặt xanh. 59k chốt che mặt xanh. Xanh 59 ngàn nha các chị ơi, lên che mặt xanh, xanh 59 ạ. Phong này, phong váy cho em này. Lên cho chị một con phong váy này các chị ơi, lên cho chị một con phong váy này. Đây. Một con phong váy này. Lên chi mà váy các chị ơi, chốt trên mà váy này, dành cho chị nào tầm 45 tới 55 ký mắc vừa, lên trên mà váy. 49k chốt trên mà váy này. Váy 49k. Váy 49. Chấm bài này. Bật ra xong đưa lại đi. Không, đâu cần nhấn đâu. Mình phát ra mình đưa lại đâu. Rồi mã xanh, mã váy này, mã váy dồn đơn này. Váy, mã váy dồn đơn Phạm Huyền. Đây. Chị nói bao nhiêu đây? 59. Rồi mã xanh này, mã xanh cho chị Xuân Phạm dồn này, mã xanh chị Xuân Phạm dồn này, 59 luôn. Rồi lên cho chị một con xám dài này các chị ơi, lên cho chị một con xám dài nha. Nghe này. Ơi chị, ý là chị cứ đi xuống kho đi là có nhưng cũng có chứ không có lấy này, em ở trên kho bên này. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 tới 52 ký mặc vừa cho em ạ. Lên cho em ạ xám các chị ơi, quá là đẹp luôn. 69k lên cho em ạ xám này. Xám 69k con này đơn giản mà đẹp nha mọi người. Váy của chị Phạm Huyền. Xanh của Xuân Phạm. Rồi lên cho em ạ xám nha mọi người ơi. Chốt cho em ạ xám con này nha. Lên cho em ạ xám đấy. Chốt chi mà xám. Dành cho chị nào tầm 40 tới 55 ký đều mang đẹp cho em. Chốt chi mà xám đấy. Rồi 69k lên chi mà xám, xám dài nha mọi người ơi. Quá là đẹp luôn. Xám. Mấy cái con như này mà các chị đi công sở gì cũng được nha các chó. Mùa lạnh ấy. Mùa lạnh mà các chị mà không thích mặc cái quần dài, các chị mặc con này cũng được cho em mặc một chân váy đấy. Tại vì cái hàng này nó dài rồi mà. Rồi lên cho em mã xám cho em. Chốt chi mà xám 69 ngàn nha. 69k xám. 69. Để mua về một lạnh của chị xe. Rồi, chị Thùy Lưu đâu rồi? Chị Thùy Lưu ơi. Mà chị Thùy Lưu không thích con này phải không? Mấy cái con như này phải không? Rồi đây, con này đẹp này mọi người. 50, con này là giảm một lớp cho em. Các cháu xả các chị 49k này. 49k cho em, dành cho chị nào tầm 50 tới 60 ký mặc vừa. Rồi 50 tới 60 ký mặc vừa, lên cho em ạ A119 cho em ạ. A119 49k, 49k. 49k A119 cho em ạ, 49 ngàn, A119 đấy. A119. Con này còn nguyên tang mạc luôn cho em này các chú. Con này còn nguyên tang mạc mới này. Mới 100% này còn nguyên tang mạc, size nhỏ mặc vừa. À, qua lại cái vàng ngắn. Có bằng ngắn á, phần dưới. Không, cái bằng ngắn. Bằng ngắn. Đây đây đây, thấy rồi. Thì bảo đá cho em nhá. Đây đây đây. Ờ, bảo đá nhá. Thì kêu đem luôn hai ly của mình. Đây đây đi. Tí nào bé mà. Cần chi con bé nó đem lên nữa. Thì nó đi qua được đây đúng không? Rồi. Dưới kia đó. Vàng ngắn hả? Ờ, vàng ngắn. Có vàng ngắn á. Rồi lên cho chị một con tím đấy. Chị yên vàng ngắn luôn. Không, có cái vàng ngắn nó nhỏ cái dễ thương. Rồi từ đợi em xíu nha chị Stella Thảo Ni ơi. Rồi con này còn nguyên tang mạc cho em mà lên cho em mà còn tem. Còn tem và kèm số cho em ạ. Chốt rồi. Vàng ngắn hả? Thế.
Vàng ngắn là có người chót rồi chế ơi. Vàng ngắn hay là cây cam đây? Hai cái vàng nào? Đây, có hai cái vàng này. Một cây vàng, một cái màu đồng. Rồi con này chốt cho em ạ, còn tem nha mọi người. Mã còn tem 49k chốt cho em ạ, còn tem 59k cho lộ. 59k chốt cho em ạ, còn tem kiểu viền đây qua đây là kiểu dạ cu xì cho em này. Đây lên cho em ạ, còn tem 59k cho em biết thôi. 59k chốt cho em ạ, còn tem. Còn tem 59.000. Còn tem 59. Sườn sáo. Của chị là sườn sườn gì? Sườn sá, sườn gọi là gì? Sườn sáo à? Của chị sáo. Sườn sáo. Em của chị là sườn sáo. Của chị là sườn sáo. Em muốn cho sữa mà em đang uống sữa sáo. Uống sữa sáo cho mát. Hồi giờ tao ở Phan Giang tao toàn uống cái đó không. Sữa thôi. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50 tới 60 kg mặc vừa. Chốt cho em ạ, đẹp con này. 50 tới 60 kg mặc vừa cho em. 50 60 kg mặc vừa lên cho em ạ, đẹp ha. 50 60 kg mặc vừa. Rồi, mã còn tem dồn đơn chị Ari Nam Dương. 59.000, 59. Rồi con này lên cho em mã rêu nhưng mọi người chốt cho em ạ rêu. Quá là đẹp luôn. 59k chốt cho em ạ rêu. Rêu 59k nha mọi người ơi, lên trên mặt rêu, rêu 59k cho em. Chốt trên mặt rêu. Rêu, 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 rêu. Rồi con này size nhỏ mặc vừa này các chị ơi, con này size nhỏ mặc vừa. Tầm 40 tới 53 kg mặc vừa trên 39k, con này lên trên mặt A39. 40 tới 52 kg mặc vừa, 39k lên trên mặt A39 này. 39k A39. Có được 10 đơn không nhỉ? Có được 10 đơn không nhỉ? 39k lên trên mã A39. Dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mắc vừa. 39k lên trên mã A39 cho em con này. 39k A39. Chắc mày là công chúa hả? 39k A39. Rồi em lên màu đỏ, hình như là đục duy nhất một con màu đỏ hay sao này. Có kìm dây luôn này các chị ơi. Còn tem hết rồi chế ơi, của chị Ari Nam Dương rồi. Rồi đây màu đỏ đây, chị nào chưa có màu đỏ này. A39 Stitchless Tony. Rồi cái này có kèm dây như này luôn mày chế yêu ơi. Trời ơi. Má nó đẹp. Hả? Cái gì? A39. Cái này. Đây đây đây, 39k. Cái nào 39k? Ờ, bé đang cầm 39.000. Rồi đây cho chị một con đỏ đẹp nha mọi người. Trời ơi, quá xuất sắc luôn cho em ạ. Con này có nút vừa có dây luôn mọi người ơi. Trời ơi, nhanh tay duy nhất một con thôi mày chị ơi, 89k chốt cho em đỏ nha. Dành cho chị nào tầm 40 này, 40 tới 53 kg mắc vừa, 89k lên cho em đỏ này, nhanh tay cái trời. 89k lên cho em đỏ này, đỏ 89k cho em ạ. Lên cho em mà đỏ 89k, duy nhất một con màu đỏ thôi các chị ơi. Nên là các chị nào nhanh tay này. Chị nào mà cuồng màu đỏ đây, nhanh tay kèm dây có nút đầy đủ luôn các chị ơi, 89k. 89k lên cho em mà đỏ quá là rẻ rồi các chị ơi. Mấy cái chỗ khác mà, cái mùa này thực sự luôn là bán thực sự luôn là bán ít nhất là phải 99k rồi, chưa tính là cái siêu phẩm. Em siêu phẩm bán có bao nhiêu? Có 89k thôi. Cho chị Vân Anh Nguyên. Đỏ chị Vân Anh Nguyên 89k dồn đơn này, có đơn rồi. Ngay khóc luôn ạ. Đó. Rồi đỏ chị Vân Anh Nguyên, để em kiếm xem có con đỏ nào nữa không nhá. 89k thôi. Đây, con này có in chữ nữa các chị này. Con này có in chữ phần phía sau cho em như này. Ở chỗ em là nói chung là thời tiết thì nó thất thường. Cái tới mà mùa cuối năm ấy, mùa cuối năm mùa cả à, mùa cuối năm với lại đầu năm nó lạnh. Chứ còn mà thời tiết mà lạnh như ở ngoài Bắc cho em cũng hốt hết rồi. Rồi đây các chị yêu ơi, nói chung là các chị bây giờ tranh thủ trước đi. Nói chung còn mấy tháng nữa là tới mùa lạnh rồi. Mấy tháng nữa là tới mùa lạnh rồi nên là bây giờ tranh thủ mà chốt. Chứ còn mà tới mùa là thực sự luôn là 99k là chuyện bình thường. Một chiếc là 99k là chuyện bình thường, chưa tính cả siêu phẩm này. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50 50 tới 62 kg mang vừa cho em một con sàm siêu phẩm nha mọi người. Rồi 50 tới 62 kg mắc vừa lên trên mặt sàm con này cho em. Chốt trên mặt sàm nha mọi người. 69k lên trên mặt sàm để em kiếm chế ơi. Lên trên mặt sàm 69k cho em. 69k chốt trên mặt sàm. Em vừa kiếm, em vừa like, em vừa mò cho các chị đây. Chốt trên mặt sàm nha mọi người. Đây, giá ngàn đây, quá là xuất sắc luôn, con này thêu. Rồi đỏ chốt chị chưa, chốt chị rồi. Em chốt chị rồi, chị Vân Anh Nguyên ơi. Em chốt cho chị rồi. Trời ơi, một con sàm thêu nha mọi người, giá ngàn cho em. Rồi dành cho chị yêu nào tầm 45, 45 tới 55 ký ok cho em ạ. Đây còn nút nha mọi người, đây còn đầy đủ nút cho em. Phần phía trước cho em là thêu nha các chị ơi. Dành cho chị nào tầm 45, 55 ký mắc vừa 79k. 79k là quá rẻ rồi các chị ơi. Lên cho em A55, chốt cho em A55.
A55 và kèm số cho em ạ. Chốt cho em A55 79k con này cho em. 79k lên cho em A55 nha mọi người. A55 79k. 79k lên cho em A55. Dành cho chị nào cỡ tầm 45 tới 55 ký mắc vừa, A55 79k quá là đẹp luôn. Đây phần phía trước cho em là theo như này các chị ơi. Cực kỳ mới cho em, mới gần như trên. Con này gần như 100% là mới các chị ơi. 79k lên cho em A55. A55 79k cho em ạ. Đỏ em hết rồi chị ơi. Lên cho em A55. 79k chốt cho em A55. Không đẹp không lấy tiền con này các chị ơi, không mới không đẹp không lấy tiền con này, em là bảo với các chị luôn. Không mới con này không lấy tiền các chị ơi. Lên cho em A55 79k chốt cho em A55. A55 79k cho em A55. 79k chốt cho em A55. 79k chốt cho em A55. A55 79.000. Rồi lên cho chị một con kiểu dạng caro này. Caro nhẹ cho em này các chị ơi, caro dài nhẹ này. Caro dài nhẹ, chấm mai lên cho em nào mấy chị yêu ơi. Đỏ hết rồi nha. 119 này, còn không? 119 này. 119 cho chị Xuân Phạm. 119 chị Xuân Phạm. Ờ, cái này như sao này. 119 chị Xuân Phạm. Rồi lên cho chị đây, con này có mũ luôn cho em caro nhẹ nha mọi người. Rồi lên cho em mà mũ nha các chị ơi, free size cho chị mà mũ đây. Xả con này các chị vừa giá 59k cho em. 59k cho chị mà mũ. 119 là màu nào? Đây. Rồi 119 cho chị Xuân Phạm. Rồi free size con này 50kg đổ lên mặc vừa chốt cho em mà mũ 49k. 49k thôi. Con này chốt cho em mà mũ ạ. Mũ 49k. À đây, đỏ đây còn. Đỏ em ngồi. Cam em ngồi tít luôn người luôn á. Rồi. Trời ơi. Siêu phẩm nha mày trẻ ơi. 119 hết rồi. Trời ơi, mới ha. Mới chưa này các chị ơi, cực kỳ mới con này, mới gần như 100% nha mấy chị yêu ơi. Lên cho em mã cam, quá là xuất sắc luôn. Rồi 99k lên cho em mã cam, cam 99k này. Dành cho chị nào tầm 40 tới 53 kg đều mang vừa cho em. 40 tới 53 kg đều mang vừa, đầy đủ nút luôn cho em. 40 tới 53 kg mắc vừa, lên cho em mã cam đây các chị ơi, 99k cho em. 40 tới 53 kg mắc vừa, lên cho em mã cam. 99k chốt cho em mã cam, đúng duy nhất một con cam này các chị này. Nói chung là màu nổi bây giờ nó ít. Lên cho em ạ cam 99k, nhanh tay chốt và liền cho em. Không là hết này các chị ơi. Nhanh tay thì được, mà chậm tay thì hết nha. Tại vì cái màu nổi nó ít này. Đây, cái khuyên là người ta còn chưa cắt hết nữa này. Cái khuyên người ta còn chưa cắt hết nữa này. Lên cho em ạ cam 99k cho em ạ. 99k lên cho em ạ cam, quá là xuất sắc luôn mà chị ơi. Cam 99k cho em, đây các chị ơi. Em cho các chị nhìn coi gần này, mới gần như 100%. Con này em đảm bảo với các chị luôn. Nhận hàng không đẹp con này. Nhận hàng không đẹp con này, em không lấy tiền luôn các chị ơi. Đây, siêu đẹp luôn cho em. Cam cho chị Phạm Huyền dồn đơn. Cam 99k cho chị Phạm Huyền, dán vô. Dán chưa? Cam 99k Phạm Huyền. Cam 99k chị Phạm Huyền dồn đơn. Rồi em lên một con nâu cho các chị này. Em sẽ kiếm cho các chị mấy con mà đẹp đẹp em like. Cam cho chị Phạm Huyền. Rồi đây một con nâu này các chị này. Rồi lên cho chị một con nâu này các chị này. Nâu đẹp nha các chị ơi. Con này nâu đẹp cho em và chốt cho em mặt nâu. Mà nâu và kèm luôn số mấy chị yêu ơi. Chốt cho em mặt nâu 69k con này thôi. 69k lên cho em mặt nâu. Nâu 69k. Rồi dành cho chị nào tầm 50 tới 60kg mắc vừa. Nâu 69.000 cho em. 69k nâu. Nâu 69k. Nâu 69 á. Nâu 69k chốt trên mặt nâu ạ. Rồi lên cho chị một con size nhỏ này. Size nhỏ là mặc vừa. Cái này là màu, gọi là màu gì? Trời ơi sao con này nó cưng quá trời cưng luôn mày trẻ ơi. Rồi con này chốt trên mẹ màu, nhìn màu nó nhẹ nhàng. Mày nhẹ nhàng ha, nhìn màu nó nhẹ nhàng đẹp nè. Dành cho chị nào tầm 40. Đây đầy đủ nút luôn cho em các chị ơi. Con này đầy đủ nút luôn cho em à. Dành cho chị nào cỡ tầm 40. 40 tới 52 kg mắc vừa, đầy đủ nốt cho em. 40 tới 52 kg mang vừa các chị ơi. 40 tới 52 kg mắc vừa. Chị nào lấy comment chốt cho em A81 như kiểu mà áo dạ mờ. Áo dạ Hàn Quốc này, kiểu Hàn Quốc nha mọi người. Cái form này, cái form này các chị nhìn này, ba đẹp luôn cho em ạ. À. Rồi các chị mặc váy gì cũng được các chị ơi. Con này dành cho chị nào tầm 40. 40 tới 52 kg mắc vừa, A81 cho em 79k con này nha. 79k lên cho em A81 này, A81 79k. 40 tới 50 kg mắc vừa, 40 tới 50 kg mắc vừa. Lên cho em A81 79k cho em. 79k chốt cho em A81 này. A81 79k size nhỏ mặc vừa này các chị ơi. Lên cho em A81 này. 79k nha. 79k chốt cho em A81 nha.
A81 79k chốt cho em A81 này. A81 79.000. A81 79k cho chị Thi Triệu. A81 79k cho chị Thi Triệu. Cái đó 79k chị Thi Triệu. Rồi lên cho chị con này cột dây luôn này mọi người. Lên cho chị một con cột dây luôn cho em này. A81 cho chị Thi Triệu rồi nha. Trời ơi, con này có kèm dây luôn. Xuân Phạm sao mất rồi chế ơi. Rồi đây, con này có kèm dây luôn cho em ạ. Rêu. Trời ơi, sao mà nó đẹp các chị ơi. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 55kg mắc vừa. Lên cho em ạ. Rêu 99k con này. Quá xuất sắc, không đẹp, không mới, không lấy tiền. 99k chốt cho em ạ. Rêu. Rêu 99k cho em. Lên cho em ạ. Rêu 99k cho em. Nhanh tay, không chậm trễ là hết này các chị ơi. Tại vì cái hàng mà, các chị biết sao, hàng mà hàng như này á, còn nguyên dây rất là ít luôn, tại vì nó nằm lộn xộn trong một cái kiện hàng, nó nằm lộn xộn trong một cái kiện hàng luôn, nên là cái nhiều cái mà nó dây bị mất luôn. Em nói luôn là cái dây bị mất, còn con này nguyên dây luôn cho em này. Còn nguyên dây nha mọi người, ba đẹp luôn cho em này. Còn nguyên dây, các chị nào mà thích cột lên, các chị cột lên cho em, không thì các chị gỡ ra cũng được. Lên cho em ạ. Rêu, lên cho em ạ. Rêu 99k, từ 40 tới 55kg đều mang đẹp cho em. Lên cho em ạ. Rêu 99k cho em ạ. 99k lên cho em ạ. Rêu, rêu 99k cho em ạ. Lên cho em ạ. Rêu 99k chốt cho em ạ. Rêu. Con này không mới đấy. Trời ơi, nó mới à, không mới, không đẹp, không lấy tiền các chị ơi. Các chị nhìn này, độ mới các chị ơi. Lên cho em ạ. Rêu, chốt cho em ạ. Rêu 99k cho em. Lên cho em ạ. Rêu, rêu 99k nha các chị ơi. Lên cho em ạ. Rêu. Lên con đen cho chị rêu. Lên con đen hả? Có thấy có mình đâu. Rêu cho chị con đen đi em. Con đen dài hả chế? Con đen dài hả? Đen dài hay đen ngắn chế ơi? Rồi lên cho chị đen ngắn đấy. Rêu 99k Stella Thảo Ni dồn. Rồi đây, đen ngắn đây. 50-55kg mắc vừa, 39k cho em. 50-55kg mắc vừa, 39k lên cho em A68. 39k chốt cho em A68. 50-55kg mắc vừa, 39k chốt cho em A68. 39k chốt cho em A68. 39k lên cho em A68. 50-55kg mắc vừa, 39k lên cho em A68. Ok chị Stadia Thảo Ni nha. Thảo Ni hay Thảo Vi vậy? Thảo Vi. Thảo Vi hả? Ừ. Này. Mày ký gì? Thảo Vi. Chị đổi nha. Rồi ok ạ. Mày mở tự bên kia bán được không? Mở đi. Bên kia bán được không? Mày mở tự. Không thấy là hay. Không thấy hả? Ừ. Hay là hôm nay sao? Sao lại không thấy? Mày thử mở tự. Tên người ta nhỉ? Trần Vi vậy sao? Cũng bên vậy nè. Mở thử. Thấy này. Rồi lên cho chị một con hồng đẹp nha mọi người. Mình từ giờ tới chiều được 20 đơn của mình. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50-55kg mắc vừa hồng nha mọi người. 50-55kg mắc vừa 59k chốt cho em ạ. Hồng nhá. Hồng 59k không thấy luôn hả? Hồng 59k. 59k lên cho em ạ. Hồng nha mọi người ơi. Hồng 59k cho em này mà hồng nhá. Hồng 59, hồng 59 cho em ạ, chốt cho em ạ hồng. 59k lên cho em ạ hồng, hồng 59k cho em ạ. 50 tới 55kg mắc vừa bao đẹp cho em mọi người ơi. Lên cho em ạ hồng 59k, xả 59k. Hồng 59k, hồng 59k nha mấy chị ơi. Lên cho em ạ hồng, 59k chốt cho em ạ hồng. Rồi chị nào thích caro này. À lên màu đen chị Thúy Lưu đã quên. Lên màu đen chị Thúy Lưu này. Chị thích có mũ hả hay sao? Cái này ngắn rồi. Rồi con này đen ngắn đấy các chị ơi. Con này đen ngắn đấy, size to mặc vừa. Rồi xả con này các chị với giá 39k luôn. Mọi người chốt cho em ạ. Đen. Đen 39k cho em ạ. Đen 39k. Dành cho chị nào tầm 50-60kg mặc vừa mà đen 39k chốt cho em ạ. Đen này. Rồi con này lên cho em ạ. Đen 39k cho em. 50-60kg mắc vừa. Mã đen 39k lên cho em ạ. Đen. Đen 39k cho em ạ. Đen nè. Đen 39. Đen 39 cho chị Thúy Lưu dồn ạ. Đen 39 cho chị Thúy Lưu dồn này. Đẹp lắm luôn chế yêu ơi. Rồi lên cho chị một con rêu này. Không ra luôn hả? Đen 39. Ừ, cho chị Thúy Lưu. Đây con này có đầy đủ nút nè mọi người.
Con này dành cho chị nào cỡ tầm 50, 50 tới 65 kg mặc vừa rêu. 50 65 kg mặc vừa 49k chốt trên mã rêu. 50 65 kg mặc vừa lên trên mã rêu. 50 65 kg mặc vừa chốt trên mã rêu. Rêu này đem cho chị Thùy Lưu dồn rồi nhá. Rêu lên trên mã rêu, con này chốt trên mã rêu nha mọi người. Rêu và kèm mua số cho em ạ. 59k chốt trên mã rêu, xả 59k lên trên mã rêu. Xả cho hết các trời ơi rêu. Yến Chi. Yến còn có đó không chị ơi? Rồi đây có chị cái dàn ngắn đấy. Đây chị là hồng cái dàn ngắn đấy, size nhỏ mặc vừa. Đây dàn ngắn mà size nhỏ mặc vừa, dạ một lớp cho em các chị ơi. Dàn ngắn size nhỏ này, dạ một lớp cho em ha. Dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mặc vừa cho em ạ. 40 tới 50 kg mặc vừa ha, 49k luôn cho em ạ. 49k chốt cho em ạ. A52 39 đi, 39k A52. 39k A52. 40 tới 50 kg mặc vừa 39k A52 này. 40 tới 50 kg mặc vừa 39k lên cho em ạ. A52. A52 39k cho em ạ. A9k A52 này. Rồi 39k chốt cho em ạ. A52. 39k A52 ở trên này nó mắc hơn nhiều không? Sao này ta? Được 39k A52, 39k A52 này. 39k A52. Tìm cho mình con dạng ngắn đi đó, em vừa mới lên đấy chị ơi. 39k A52. Em cũng vừa kiếm cho các chị, em cũng vừa lên này. Em còn A52, 39k A52. Rồi. Trời ơi, con này sao mà nó đẹp mọi người. Chị nào mà dự định chuyến đi Đà Lạt này, chị nào mà tuổi tin tin mà con này cho em bao xuất sắc luôn. Lên cho em ảnh nu cái trời, chốt cho em ảnh nu 59k, chốt cho em ảnh nu này. Nu 59k, à 55kg hả? Đây con này cũng được đấy. Rồi con này dành cho chị yêu nào tầm 45 tới 55kg đầu mang đẹp. Rồi A52 chị Xuân Phạm dồn đơn. A52 39k Xuân Phạm. Rồi con này dành cho chị nào tầm 55, 55kg quay đầu mặc vừa chốt trên mặt nu. 59k chốt trên mặt nu. Ở phần phía sau có nhà vệ sinh nhỉ? Nhà sau có nhà vệ sinh nhỉ? Có. Thích đi ngoài nữa. Thẳng mắt luôn hả? Rồi con này size nhỏ mặc vừa này các cháu ơi. Một con xám size nhỏ mặc vừa. Con này chị nào tầm 40 tới 52 kg mặc vừa xám cho em. Rồi 40 tới 52 kg là mang vừa ha. 40 tới 52 kg mặc vừa. Rồi 40 tới 52 kg mang vừa. Chốt cho em ạ, xám con này cho em ạ. Lên cho em ạ, xám 49k xám cho em này. Xám 49k, xám 49.000 cho em ạ, xám. Xám 49. Chấm bò đi. Rồi lên cho chị một con đẹp nha mọi người. Chốt cho em ạ, hồng con này nha mọi người. Lên cho em ạ, hồng 49k. Chốt cho em ạ, hồng, hồng 49k, hồng 49 này. Dành cho chị yêu nào cỡ tầm đây, tầm 45 tới 55kg mắc vừa. Rồi 45, 55kg mắc vừa. Chốt cho em ạ, hồng con này cho em. 45, 55kg mắc vừa. Hồng, hồng, hồng nghe. Hồng 49k, hồng. Thích dạng ngắn cơ. Thích dạng ngắn cơ hả? Hôm con về các chị về cắt lại cũng được mà. Rồi lên cho chị một con dạ dài này các chị ơi. Một con dạ dài đẹp này. Con này đầy đủ nút luôn cho các chị ơi. Tầm 50 tới 58kg mắc vừa đây chị Thùy Lưu ơi. Cái này đẹp này chị này. Rồi lên cho em ạ xám con này các chị ơi. 79k chốt cho em ạ xám nhá. Xám 79k. Xám 79k cho em ạ xám. 79k lên cho em ạ xám. Xám 79k. Đó, 79k xám. Nè, cái này cũng dáng ngắn này mà size nhỏ. Đây cái này 55kg mặc cũng vừa luôn chị ơi. 45 tới 55kg mặc vừa, 45 tới 55kg mặc vừa, đơn giản mà đẹp nhá. 45 55kg mặc vừa trên 39k A98. Rồi 39k lên trên mà A98, bé thử mặc thử. Mặc vừa. A98 đảm bảo chị mặc vừa. Vừa. A98 đảm bảo chị mặc vừa. Chị Thu Cải ơi. Rồi lên cho chị một con tím hoa cà nha mọi người. Con này dành cho chị nào từ 50. Chị nào tầm 45kg đổ lên là mặc đẹp. 45kg đổ lên là mặc đẹp trên. Lên trên mà A89 nha mọi người. Rồi chốt trên mà A89 kèm luôn số mấy chị ơi. Lên trên mà A89. Chốt trên mà A89. A89 cho em. A89 49k A89 á.
cho mà xám chứ chị Xuân Phạm. Ngọc Thu sau rồi. 79 đó. Xám. Ừ, xám 79. Xuân Phạm phải cái cũ biết không? Xuân Phạm ơi, đơn mà nhiều mà chị phải có cái phía bên nha chị ơi. Rồi lên cho chị con này còn ấy này. Có dây này. Ok, ngày mai chị ok cọc cá phía bên thì em chốt tiếp. Còn không là mã xám em sẽ chốt cho chị Ngọc Thu lên số cho em luôn chị Ngọc Thu ơi. Em chỉ chốt là em sẽ nói chung là đơn mà đơn nhiều. Tại vì cái hàng này nó hàng nặng nha mọi người. Nên là chị nào muốn cứ đỡ tiền cái phí ship này. Đầu tiên các chị đơn của chị trên 500k, các chị cọc cá phía bên cái cạc hoặc 50 em sẽ trừ vào đơn hàng của chị. Không thì các chị chuyển khoản hết cho em 100%. Nhưng mà bọn em chỉ hỗ trợ cái tiền ship cho các chị thôi. Rồi mà sáng đây, mà sáng lên số cho em đi chỗ Ngọc Thu ơi. Xuân Phạm được thì ok cho em để em chốt tiếp cho chị nha chị ơi. Tại vì đơn hàng của chị cũng nhiều rồi. Rồi con này là cho chị nào tầm 45kg đổ lên là mặc vừa. Kèm dây luôn cho em là các chị ơi. Còn kể con này kèm dây cho em ạ, bao xuất sắc luôn, 99k. Rồi lên cho em ạ, A99 này, 99k chốt cho em ạ, A99 cho em ạ. Dành cho chị nào tầm 45-55kg mắc vừa cho em ha. 45-55kg mắc vừa. Rồi 45-55kg mắc vừa, 99k chốt cho em ạ, A99. Con này có kẹp dây luôn cho em ạ. Có kèm dây luôn. Con này hàng mới là phải hết mới hả? Con này là phải tới mấy trăm nghìn. Là hàng nếu mà hàng new phải là 500-600 nghìn một chiếc. Rồi ok chị Xuân Phạm. Chị Ngọc Thu chốt mã sàn thế lên số cho em đi chị Ngọc Thu ơi. Rồi con này lên cho em này. Chốt cho em A99 nhá. 99k lên cho em A99 đấy. 99 ngàn. 99k chốt cho em A99. Dành cho chị yêu nào tầm 45-55kg mặc ok hết cho em các chị ơi. Lên cho em A99 đấy, 99k. Kèm dây luôn cho em bỏ vô trong túi áo luôn này. Khỏi sợ lạc này. Rồi lên cho em A99 này. Chị Ngọc Thu không lên số này. Chị Ngọc Thu không lên số chốt mã xám chị Phạm Hà Xuân Phạm. Mã xám chị Xuân Phạm đi. Rồi lên cho em mã A99 99k. Cái đó 79 ngàn Xuân Phạm. Em sẽ chốt cho chị nào mà lên số thôi. Còn chị nào mà không có số em đợi. Em đợi mà không thấy thì em chốt liền cho người khác rồi. Lên cho chị một con vàng đơn giản này các chị ơi. Một con vàng. Xả 39k chốt cho em mã vàng. 40-55kg là mặc đẹp chốt cho em mã vàng 39k. Rồi 39k chốt cho em mã vàng. Vàng 39k luôn mà chị ơi, lên cho em mã vàng 39k chốt cho em mã vàng. Vàng 39k, vàng 39 này. Vàng 39. Lên cho chị một con xanh có ban này các chị này. Nặng lắm, cái hàng này nặng lắm nên là đơn mà nhiều là các chị phải cặp giúp em. Rồi lên cho chị một con xanh có ban free size cho em ạ, lên cho em ạ có ban. Free size chốt cho em ạ có ban và kèm số cho em ạ size to mặc vừa. Free size chốt cho em ạ có ban 69k cho em. 69k lên cho em ạ có ban. Free size 69k chốt cho em ạ có ban. Có ban 69k. Free size 69k chốt cho em ạ có ban này. Có ban 69k. Ủa, cái này mới hả? Cái này mới, ừ. Mới mua mà. Nhìn rõ ràng cái màu này với lại cái màu kia nhìn nó khác. Chị Huệ. Chị Huệ. Mã đó nào này? Hôm chị Huệ đi con hồ về. Rồi lên cho chị đây, một con đẹp nha mọi người. Con này có đầy đủ nút luôn trên. Trời ơi, men cực kỳ nổi ra. Đây chị Thu Cải ơi, nếu mà được cái con này thôi trẻ nhá. Tại vì bây giờ em hàng ngắn, bây giờ mà size to thì đa phần là size nhỏ rồi. Nói chung là hàng size mà size to mà dàn ngắn thì ít trẻ ơi. Nên là chốt cho em 45-55kg đều mang đẹp. 45-55kg đều mang đẹp, chốt cho em mã hồng. Mã hồng 79k cho em à. Rồi lên cho em mã hồng 79k. Bao mới nha mọi người. Em cho các chị nhìn coi gần cho em này. Em cho các chị coi gần này. Đó, thấy độ đẹp chưa các chị ơi. Lên cho em mã hồng, chốt cho em mã hồng nha mọi người. Lên cho em mã hồng, chị Ngọc Thu chốt cái gì trẻ ơi. Chọn con khác cho em đi chị này. Lên cho em mã hồng 79k cho em. Dành cho chị nào tầm 45-55kg ok luôn cho em ạ. Lên cho em mã hồng 79k này. Nhanh tay thì được, chậm tay thì hết nha. Phải comment mã kèm số liền cho em là được đơn. Chứ các chị comment mã một nơi, số một nơi là lát rồi em chả biết các chị chốt mã nào đâu. Rồi đây, lên cho chị một con nâu đẹp. Nâu này xả cho các chị với giá 59k, 69k chốt cho em mã nâu. Nâu 69k giả một lớp cho em các chị ơi, lên cho em mã nâu. 69k chốt cho em mã nâu. Lên cho em mã nâu, chốt cho em mã nâu 69k lên cho em mã nâu. Nâu 69k cho em ạ, free size này các chị ơi. 45kg đổ lên là mặc vừa cho em ạ. Rồi chào chị dài mi, lên cho em mã nâu. Nâu 69k chốt cho em mã nâu. Nâu 69k cho em ạ. Lâu lắm mới thấy chị dài mi này. Nâu 69k chốt cho em mã nâu. Hình như chị mua hàng ở bên em một lần rồi nhưng mà em vẫn nhớ chị. Nâu 69k các chị ơi, nâu. Lên cho chị một con xám dài này các chị ơi. Một con xám dài, con này đầy đủ nút luôn này. Chị Ngọc Thu chốt con này đi chị Ngọc Thu ơi. Con này cũng chả đẹp khác gì con xám hơn ảnh này.
Một con xám đầy đủ nốt luôn cho em cái trời. Dành cho chị nào có tầm từ 50 kg đổ lên là mặc vừa cho em này. Rồi 50 kg đổ lên mặc vừa, chốt cho em mã xám, xả các chị 69k thôi. 69k lên cho em mã xám đấy, xám 69.000 nha. Lên cho em mã xám 69k, chốt cho em mã xám á. Chốt đi mẹ chế ơi, xám 69k xám cho em. Rồi lên cho chị một con đen dài này các chị ơi. Đen dài cho em, con này đầy đủ nút luôn nha mọi người. Con này đầy đủ nút luôn cho các chị nha. Một con đen dài đầy đủ nút luôn cho các chị này. Dành cho chị nào tầm 50kg đổ lên là mặc vừa cho em các chị ơi. Mã đen 50kg đổ lên là mặc vừa, lên cho em mã đen cho em con này. 50kg đổ lên mặc vừa, lên cho em mã đen 69k, chốt cho em mã đen. Free size 50kg đổ lên này. 50kg đổ lên là mặc vừa, lên cho em mã đen, chốt cho em mã đen. Xanh đen hả? Dạ xanh đen hả? Xanh đen ngắn hả? Để em co đã chị ơi. Màu xanh đây được không chế? À cái này là size nhỏ rồi. Xám cho chị Ngọc Thu 69.000 này. Ờ cái xám này này. Rồi cho chị Ngọc Thu 69 nha. Rồi đây lên cho em mã ngắn nhé các chị ơi, 39k cho em ạ. Mấy cái hàng này mất nút là chuyện bình thường nha mọi người. Chị nghỉ dịch hả? Chốn dịch lâu kỹ quá hả? Kỹ quá hả? Từ bữa tới giờ giờ mới thấy. Nghỉ dịch cần tháng giờ mới thấy. Rồi đây các chị ơi, đây các chị yêu này, mấy cái hàng như này mất nút là chuyện bình thường, nên là các chị về thay nút gì cũng được cho em là các chị ơi. Nên là em xả rẻ cho các chị nha. Rồi xả con này các chị với giá 29k thôi, lên trên mạng ngàn thêm. Ngàn 29k, ngàn 29k mấy cái hàng này người ta dập kiện á. Nhiều cái là nút nó bị vỡ là chuyện bình thường nha. Rồi con này lên trên mạng ngàn đấy. Không thì các chị mua về mấy cái cúc này mấy nghìn thôi, chỉ có 5-6 nghìn thôi, 10 nghìn thôi là các chị về tự gắn cũng đẹp luôn cho em ạ. Lên trên mạng ngắn 29k, xả 29k con này lên trên mạng ngắn. Ngắn 29k, 53kg quay đầu mặc vừa ngắn. 29k chốt cho em ạ ngắn. Rồi con vàng bên tay phải còn không sót. Vàng còn chị ơi, vàng còn nha chị Ngân Phạm ơi. Rồi đây lên cho chị một con đẹp này. Rồi con này đây một con đẹp phần phía sau cho em này. Như kiểu dạng dạng đầm á chị này. Rồi đây, đây lên cho chị nào có tầm 45 tới 55kg mặc vừa. Con này như kiểu kiểu mà dạ sơ mi nhá, à rộn là dạ vest nhá, dạ vest á. Rồi con này dành cho chị yêu nào tầm 45 55 55 kg mắc vừa. 45 55 kg mắc vừa, lên trên mã xanh 59k cho em. 49 đích 49k mã xanh. Xanh 49k. Xanh 49k. Đây á chế. Xanh 49k nhá. Vàng đây á hả? Xanh 49, cái này màu vàng đồng cho em à. Rồi free size nha mọi người. Bao nhiêu ký mặc cũng đẹp này, chị nào ở ngoài Bắc thì hốt con này cho em. Free size này lên cho em mã A79 các trời ơi. Free size chốt cho em mã A79 đấy. Free size lên cho em mã A79 69.000 cho em mã A79 các trời ơi. Free size A79 này. 69k A79 cho em. 69k A79. Rồi lên cho chị một con sản đấy, các chị thích màu gì cứ comment lên cho em này để em lên hả. Ngắn cho chị Xuân Phạm này, dồn đơn 29k. Ngắn cho chị Xuân Phạm dồn đơn 29 đấy. Thấy không? Trong cái ngắn này nè. 29 thôi. Cái nào mà mất nút thì em có báo rồi nha mọi người. Bé ghi luôn là ngắn mất nút 29 thôi. Rồi, 79 này, A79 cho chị Ngân Phạm này. A79 69.000 chị Ngân Phạm nha. Rồi. Con này quá là đẹp luôn nha mấy chị ơi, một con xám. Con này đầy đủ nút luôn nha mọi người. Con này còn đầy đủ nút luôn cho em mọi người, lên cho em mã xám. 79k lên cho em mã xám dáng dài nhá. 50-58kg mắc vừa ha. 50-58kg mắc vừa. Lên cho em mã xám con này cho em. 50-58kg mắc vừa. Chốt cho em mã xám 79k. Quá xuất sắc luôn các chị ơi. 50-58kg mắc vừa lên cho em mã xám. Em cho các chị nhìn coi gần này. Thường mấy cái hàng như này hả? Đây của chị Ngân Phạm 69k. Thường thường mấy cái hàng này mà các chị nhìn là biết liền nha mọi người, độ mới này các chị biết liền nhá. Như con này độ mới trên 90%, mấy cái đi đơn về em. Đơn cứ 80k độ lên em ship hàng chị Ngân Phạm ơi. Bây giờ cho đỡ tiền ship, bây giờ chị chốt cho em thêm một con nữa cho đủ, cho nó đỡ tiền ship. 69k thì bên em, tại vì cái 70.000 thì bên em cũng cộng, nói chung là cộng 30.000 tiền ship thì bên em cũng cử. Nhưng mà cho đỡ tiền ship, chưa có đơn đâu bạn, có lên số rồi. Cho nó đỡ tiền ship thì cái chị chốt cho em từ hai con cho đỡ tiền ship này, để thay mùa, cái mùa đông mình thay có, nói chung là cái áo để thay qua thay lại thôi. Rồi lên cho em mã xám 79k cho chị Thúy Lưu, Thúy Lưu này. Xám 79k cho chị Thúy Lưu này, quá đẹp chị Thúy Lưu ơi. Xám chị Thúy Lưu 79k này. Rồi ok chị Ngân Phạm. Đây cho chị Thúy Lưu 79.000 nhá. Trời ơi, con này đẹp cũng chả khác gì luôn mà trời ơi. Phần phía tay này mọi người ơi, con này size nhỏ hơn một chút xíu đây. Phần phía tay cho em phối nha mọi người. Con này phần phía tay cho em màu phối cho em này. Đây.
Chọn con này đi chị Xuân Phạm ơi, quá xuất sắc luôn con này. Đây con này lên trên mã phối nha mọi người. 40 này, 40 tới 55 ký mắc vừa cho em, 40 tới 53 ký mắc vừa. Cho 40 tới 53 ký mắc vừa. Cái nút còn nguyên. 40 tới 53 ký mắc vừa, lên trên mã phối. Trời ơi, quá xuất sắc luôn các chị ơi, 89k con này. 89k con này như kiểu dạng vest luôn nha mọi người. 89k lên cho em mã phối. 89k lên trên mã phối con này cho em, phối 89.000 nhá. 89k chốt trên mã phối con này, phối 89k quá là xuất sắc luôn. Lên trên mã phối 89k. 89k lên trên mã phối. Phối 89.000 nha mọi người, chốt trên mã phối. Con đó hơi bị đẹp nha mọi người. Con đó hơi bị đẹp. Phối 89. Lên cho chị một con rêu size, một con rêu dáng dài này. Lên cho chị một con rêu dáng dài, mang cực kỳ nổi da cho em. Mang cực kỳ nổi da, 50 tới 60 kg ok cho em luôn mọi người. Lên cho em mã rêu còn đầy đủ nút luôn nha mọi người. 50 tới 60 kg là mang vừa ha. 50 kg độ lên mặc vừa, lên cho em mã rêu con này. Giá con này các chị với giá 69k thôi nha. Đây hai túi trước này, lên cho em mã rêu, lên cho em mã rêu 69k cho em. Mã phối nha em còn, lên cho em mã rêu 69k, lộn 79k, lộn 69k mã rêu. Mã phối chị Xuân Phạm, mã phối chị Xuân Phạm. Và phối trộn đơn chị Xuân Phạm. Rồi lên cho chị một con dáng ngắn. Con này một lớp cho em là các chị này. Rêu cho chị Thị Triều. Rêu 7969K chị Thị Triều trộn đơn 69. Rồi đây con này dáng ngắn cho em. Chốt cho em mã ngắn nha mọi người. 40 tới 50kg mắc vừa, 52kg mắc vừa. Lên cho em mã ngắn. Xả con này các chị với giá. Trời ơi mặc một cái chân váy nữa đây các chị ơi. Mặc một cái chân ngắn váy nữa. Quá là đẹp luôn. Rồi xả con này các chị với giá 39k thôi mấy chị ơi. Rồi mã rêu chị Ngọc Thu sau mất rồi chị yêu ơi. Rồi con này lên cho em mã ngắn, các chị ơi chốt cho em mã ngắn đấy. 39k lên cho em mã ngắn cho em. Ngắn 39. Ngắn 39 dưới 52kg mắc vừa. Ngắn 39k, ngắn 39k cho em ạ. Rồi lên cho chị một con hồng. Con này nút cực kỳ đẹp luôn cho em các chị ơi. Có rêu ngắn không ạ? Bây giờ em bóc con nào em lên con đỏ chế yêu ơi. Con này cũng quá xuất sắc luôn cho em các chị ơi. Trời ơi đầy đủ nút luôn nha mọi người. Không mất một hạt nào, không mất một nút nào. Mã ngắn 39k chị ngân phạt. Ngắn 39k chị ngân phạm này. Rồi ok ạ. Rồi lên cho chị một con hồng quá xuất sắc luôn con này. 89k cho chị mã hồng. Con này không đẹp không lấy tiền mày chị ơi. Lên cho em mã hồng. Con này chỉ mất một nút đây, con này chỉ mất một nút thôi mày chị ơi. Về các chị thay mua một nút cho em cũng được, không thì các chị nào mà không thích nút bên này thì tháo ra. Tại vì mất một nút thôi. Xả con này các chị với giá 79k thôi chứ còn không là con này phải là siêu phẩm rồi mọi người ha. 79k đây, 79k nha mọi người. Đầy đủ nút cho em à. Ngân phạm 39k. Lên trên mã hồng nha mọi người, 55 ký qua đầu dưới 55 kg mắc vừa. Lên trên mã hồng 79k con này cho em ạ. Rồi 79k lên trên mã hồng, hồng 79k cho em. Lên trên mã hồng 79k nha mọi người, hồng 79k siêu đẹp luôn nha các chị ơi. Đây đủ nút nha cho em này. Còn mỗi phần phía đây cho em là nó bị rớt rồi. Nó bị rớt về các chị ạ. Đây các chị về tháo ra con này cũng được, không thì các chị mua về một nút này mấy nghìn thôi, có tầm 2 3 nghìn thôi. Các chị gắn vô trong đây, gắn vô đây cũng được cho em ạ. Lên trên mã hồng nha mọi người, hồng. Xuân Phạm lên lại số cho em đi chế ơi, bị sai số rồi nè. Xuân Phạm lên lại số cho em chế ơi. Chị chốt nhiều. 3271 chị Xuân Phạm lên lại số cho em đi chị Xuân Phạm ơi. Bị sai số rồi kìa, chị chốt nhiều nè. Mà bị sai số rồi chế ơi. Rồi em còn mã hồng nhá. Đây trời ơi, rêu đây. Rêu đây chị Thu Khải ơi. Quá là đẹp luôn cho em ạ. Đây rêu ngắn cho em ạ. Nhanh tay chốt liền cho em. Tầm 45 chưa? Tầm 45 tới 53kg mắc vừa. Xuân Phạm còn có đó thì lên lại số cho em chị ơi. 55, 50 tới 60kg đâu ok cho em ạ. Rêu nha mọi người. 79k chốt cho em ạ rêu. Rêu 79k và kèm luôn số cho em ạ. Chốt cho em ạ rêu. Con này màu rêu này. Màu nâu rêu cho em các chị ơi. Lên cho em ạ rêu. Kiểu dạng màu nâu nâu rêu rêu này các chị ơi. Chị Xuân Phạm còn có đó không chị ơi? Lên lại số cho em chị yêu ơi. Bé thoát ra, cô cái trang Xuân Phạm á, đẩy tay lại. Rồi, mã rêu ngắn đây cho chị Thu Cải yon đơn này. Mã rêu ngắn đây cho chị Thu Cải này, 79k này. Cái này 79k đấy. Cho chị Thu Cải. Thu Cải. Thấy không? Chị Xuân Phạm còn có đó không chế ơi? Xuân Phạm còn có đó không? Lên tiếng cho em một cái này. 0795 kìa, qua lại cái số này. 0795 này, 327141. Lại nha. Rồi mã ngắn này, mã ngắn kia. Mã ngắn cho chị Thu Cải này, 79.000. Từ. Cho chị Thu Cải. Rồi ok chị Xuân Phạm nha. Cảm ơn người đẹp nè. Rồi, mã ngắn cho chị Thu Cải dồn đơn ha. Các chị tranh thủ chốt đi này. Chứ còn mà đến mùa này giá nó trên trời luôn á. Các chị ơi, đến mùa là giá nó trên trời luôn á.
Rồi đây, lên cho chị một con caro này. Con này kèm dây luôn cho em này. Con này có kèm dây luôn nha các chị yêu ơi. Đây dây này. Đây các chị ơi, kèm dây như này cho em à. Chốt cho em à caro này. Xả cho các chị với giá 79k. Chốt cho em à caro này. Đâu rồi? Caro 79k cho em các chị ơi. Caro 79k này. 50-60kg mặc vừa. Caro 79.000. 50-60kg các cửa mặc vừa. Lên cho em à caro. Caro 79k cho em à caro. 79k chốt cho em à caro. Hả? Mẹ kêu rồi. Gọi thử. Đơn nhiều. À máy chị làm gì con? Cứ có tiền. Lên lộn. Rồi em còn mã gì? Caro nha mọi người. Em còn mã caro nhá. Em còn mã caro. Lên đen dài này các chị ơi, lên đen dài cho các chị này. Đây xám chứ. Xám lông chuột, màu này một xám lông chuột. Dạ một lớp cho em này các chị ơi, dạ một lớp này. Xám lông chuột mà dạ một lớp này, khách cũ hả? Ủa Xuân Phạm khách cũ hả? Ủa bên tại vì biết chị biết sao không? Bên em giờ trên app bây giờ một thứ nhất là các chị đổi cái avatar là bên em chả nhận a ra a với ai. Thứ hai nữa là bên app ở bên em bây giờ là nói chung là cái app bên em nó cập nhật á, nó khách cũ khách mới gì trời ơi, giờ trên app nó không bao giờ nó hiện ra được ấy, khổ kê là nó vậy. Con này dành cho chị nào cỡ tầm 50-55kg mặc vừa. Nhìn cái màu này chững chạc ha, mặc lên cái form này nhìn chững chạc này. 50-58kg mặc vừa. 50-58kg mặc vừa. Lên cho em A75, chốt cho em A75. Lên cho em A75, tại vì chị đổi avatar nên là em chả nhận ra ai đâu. Lên cho em A75 con này, chốt cho em A75. Xả con này các chị vừa giá 69k A75. 69k chốt cho em A75. Rồi lên cho chị đây một con hồng này, không mất một hàm một nút nào luôn. Okay. Đây nó sẽ phần phía sau nó lạ lạ ha. Con này nó sẽ phần phía sau là rách vậy. Bé. Cái này nó sẽ sau là sẽ nó sẽ nha mọi người, không phải rách ha. Rồi chị Xuân Phạm ơi, tại vì chị thông cảm giúp bên em tại vì cái app ở bên em. Alo. Đây gọi lại cho chị cái số này với. Cái máy chị hết tiền rồi. Rồi con này dành cho chị nào này. 50-55kg mắc vừa, lên trên mã hồng. 50-55kg mắc vừa, lên trên mã hồng. Hồng và kèm nút số cho em ạ, 69k hồng. Hồng 69, hồng 69 ạ. Hồng 69. Hồng 69 ạ. Hồng 69 nhé các chị ơi. Alo. À hay ạ. Ừ nâng hạ. Nâng hạ. Anh biết mình nhìn chị hả? Nữa nhìn chín lên lại xong có gì nữa rất là khó anh được lại lên lên nhìn chín lên luôn các có tình bạc có tôi mở cửa nữa. Rồi lên cho chị một con sám nha các chị ơi, chấm mai lên cho em nè. Lên cho chị một con sám siêu đẹp nha các chị ơi. Con này form dài cho em các chị yêu ha, form dài dành cho chị nào có tầm 45-55kg mặc đẹp cho em nha. Rồi 45-55kg mặc vừa, 45-55kg mặc vừa. 45-55kg mặc vừa. Lên cho em à A100 cho em ạ. À. Chốt cho em à A100. A100 này, có dài dâu không em, dài dâu hả? Dài dâu chưa có like chị ơi, lên cho em à A100 con này 79k A100. Chị Lưu hỏi hả? Đầy đủ nốt này. Hả? Caro cũng là dạ hả? Đúng rồi. Đúng rồi chị ơi, cũng là dạ. Hàng này là hàng dạ hết mà chị. Rồi con này lên cho em mã A100 nha mọi người, chốt cho em A100. Lên cho em A100, chốt cho em A100 này. Lên cho em A100 các chị ơi, chốt cho em A100 79k A100. A100 79k. A100 79k. A179.
Rồi lên cho chị một con xanh này các chị này, lên cho chị một con xanh đẹp ha. Con này dành cho chị nào tầm 45 tới 55 kg mặc vừa. Rồi 45 rồi từ từ em lên cho chị này, 45 tới 55 kg mặc vừa, chốt cho em ạ, xanh con này cho em ạ. Rồi 45 tới 55 kg mặc vừa ha. 45 tới 55 kg mặc vừa. Rồi 45 tới 55 kg mặc vừa. Chị nào lấy comment chốt cho em ạ, xanh. 45 tới 55 kg mặc vừa. 45 55 kg mặc vừa chốt cho em ạ, xanh này. Xanh và kèm luôn số mấy chị yêu ơi. Đúng duy nhất một con này xanh thôi. Lên cho em ạ, xanh 79k chốt cho em ạ, xanh. Xanh 79k cho em ạ, xanh này. 79k lên cho em ạ, xanh 79k nhá, xanh 79k kèm số. Đây. Caro đây chị này, caro đây, bao đẹp cho em nhá. Caro này, chốt cho em ạ. Đây caro đây chị này. Free size này 50 kg đổ lên cho em ha. 50 kg đổ lên. Hello chú. Rồi free size này, lên cho em ạ, caro nha các chị ơi, chốt cho em ạ, caro này. Free size lên cho em ạ, caro. Đây chị Thúy Lư ơi, caro này, 69k chế ơi. Lấy thì ok này. Lấy thì ok cho em này, 69k mã caro này. Caro 69. Quá bị dưới kia mai à. Sao vậy? Té à? Không nút hả em? Cái này ấy hả? Cái này kèm dây rồi trẻ ơi, không có nút nha. Cái này kèm dây rồi, không có nút. Rồi mà xanh cho chị Xuân Phạm này, xanh 79k chị Xuân Phạm nhá. Xanh 79k chị Xuân Phạm. Rồi lên cho chị một con xám đẹp nha mọi người. Cái này dành cho chị nào tầm 50 tới 60 kg mặc vừa, con này đơn giản dạ một lớp cho em. 50 tới 60 kg mặc vừa ha, 50 tới 60 kg mặc vừa. Lên cho em ạ, xám con này 50 tới 60 kg mặc vừa. Rồi xám con này các chị với giá 49k thôi, dạ một lớp cho em. Lên cho em mã xám nha mọi người, lên cho em mã xám cho em ạ. Lên cho em mã xám, xám và kèm luôn số cho em ạ. Chốt cho em mã xám. Sửa cái nhà nó phát sinh tới mấy triệu. À ý 13, 12. Đấy là người xây nhà hả? Phát sinh ra cần mấy 3 triệu này. Rồi lên cho chị đây một con đẹp nha mọi người. Xanh em biết rồi. Ủa chứ đó. 69 29 2999. Rồi lên cho chị một con xám này. Rồi lên cho chị đây một con đẹp nha mọi người. Một con xám đẹp nha mọi người. 50 tới 60 kg mắc vừa. 50 tới 60 kg mắc vừa. Con này mới gần như 100% luôn mấy chị ơi. 50 tới 60 kg mắc vừa. Không có nút đại em. Dạ, con đó không có nút đâu chị ơi. 50 60 kg mắc vừa. 50 60 kg mắc vừa. Con này mới gần như 100% các chị ơi. 79k cho em ạ. A50. A56 79k A56 này. Khi nào mới lại áo dài dâu hãy em không qua like rồi chị ơi. Có tầm mấy hôm nữa tại vì bây giờ hàng chưa có về. Mai like chị Nhung Lê ơi. Ngày mai like nhá. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50 tới 60 kg mặc vừa cho em các chị ơi. 50 60 kg mặc vừa. Lên cho em ạ, A56 cho em ạ. Rồi chốt cho em ạ, A56 con này các chị ơi. Lên cho em ạ, A56 cho em. Chốt cho em ạ, A56 này. Xả con này các chị vừa giá 79k chốt cho em ạ, A56 này. A56 79k. 79k A56. 79k A56 ạ. Rồi chấm mã lên cho em ạ. Chu sao vậy? Rồi lên xe họ. Con gì kìa, con gì kìa, vô đây. Rồi lên cho chị một con đen nha mọi người ơi, lên cho chị một con đen này. Rồi A56 cho chị Ngọc Thu này, A56 chị Ngọc Thu dồn đơn nhá. Ngọc Thu có đơn rồi đúng không? A56 chị Ngọc Thu này. À đâu, Ngọc Thu rồi mới có chứ, chị Ngọc Thu lên lại số cho em chị ơi. Ngọc Thu nãy chốt cho chị kia rồi, không lên số lên sau đó. Có rồi. Rồi ok chị Ngọc Thu, A56 chị Ngọc Thu. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50 tới 55 kg mặc vừa. 50 tới 55 kg mặc vừa, lên cho em ạ đen. Chú kia bắt kìa, chú bên kia bắt kìa. 50 tới 55 kg mặc vừa lên cho em ạ đen. Con này các chị ơi 69k lên cho em ạ đen ha. Đen 69k lên cho em ạ đen này, 69.000 chốt cho em ạ đen nha. Đen 69k này chị ơi, lên cho em ạ đen 69k nha. 69k chốt cho em ạ đen. Mày nhắn tin cho con đường cho tao đấy. Mày phát tao nó sẽ có lát. Rồi lên cho chị một con xanh đen siêu đẹp luôn cho em này. Mọi người ha, con này đầy đủ nút luôn cho em các chị ơi. Con này còn đầy đủ nút luôn. Đây chị Xuân Phạm ơi, hốc con này cho em đi ạ. Rồi dành cho chị nào tầm 50 tới 58 kg mặc đẹp luôn cho em các chị ơi. 50 tới 58 kg mang vừa lên cho em ạ, xanh đen con này cho em ạ. 50 tới 58 kg mang vừa ha.
Rồi 50 tới 58 ký mắc vừa, lên trên mảng xanh đen. Chốt trên mảng xanh đen 79k, lên trên mảng xanh đen này, xanh đen 79k còn đầy đủ nút cho em này. Lên trên mảng xanh đen 79k, lên trên mảng xanh đen này, xanh đen 79k cho em. Lên trên mảng xanh đen. Chốt cho em mà xanh đen, cái chỗ xanh đen này, 79k xanh đen cho em. Xanh đen 79k nha mọi người, ô, lên cho em mà xanh đen 79.000 nha. Rồi lên cho chị một con đẹp này. Con này dành cho chị nào cỡ tầm 50 tới 55 kg mặc vừa ha. 50 tới 55 kg mặc vừa cho em ạ. 50 tới 55 kg mặc vừa, chốt cho em ạ dài. Rồi lên cho em ạ dài, 50 tới 55 kg mặc vừa lên cho em ạ dài. Dài 59k lên cho em ạ dài các chị ơi, dài 59k. Lên cho em ạ dài, dài 59k kèm số cho em ạ dài, 59k. 59k lên cho em ạ dài, 59k dài. Dài kèm lưu số mấy chị ơi, lên cho em ạ dài ha. Dài 59 này. Rồi con này đẹp này các chị ơi. Free size con này 50kg đổ lên là mặc vừa cho em các cháu. Free size 50kg đổ lên hả? Free size 50kg đổ lên là mặc vừa cho em ạ. Chị nào lấy comment chốt cho em A118 này. Free size lên cho em A118 các cháu. 59k cho em ạ. 59k lên cho em A118. A118 size nhỏ hả? Để em kiếm chế ơi. 118 118 cho em. Con này là dạng một lót đây chế yêu ơi. Đây dạng một lót này size nhỏ nhưng mà form dài này. Đây dạng một lót cho em này chị ơi. Size nhỏ đây. Dạ một lớp mà size nhỏ này. Đây chị yêu ơi, quá là đẹp luôn nha. Dạ một lớp mang cực kỳ mát luôn cho em. Phần phía trong cho em như kiểu dạng mà vải lạnh, thun lạnh nha các chú ơi. Mang cực kỳ mát luôn cho em. Dành cho chị nào có tầm từ 45 tới 55 kg đều mang đẹp cho em ạ. Rồi 45 tới 55 kg đều mang đẹp. Con này là dạ một lớp cho em các chú ơi. Rồi xả con này các chị vừa giá 59k A01. Rồi 59k lên cho em A01. A01 59k. 59k chốt cho em A01. A01 59k cho em mọi người ha. Lên cho em A01 59k. Rồi đây lên cho chị một con màu sáng đấy, chấm màu lên cho em nào mà chế yêu ơi. Rồi con này bao đẹp này, con này còn đầy đủ nút nha mọi người ha, con này đủ nút cho em này. Dành cho chế yêu nào đây, dành cho chị nào cỡ tầm từ 50 tới 55 kg mặc đẹp cho em các chị ơi. Một con sàm siêu đẹp 50 tới 55 kg mặc vừa, lên cho em mà sàm nha mọi người ha. 50 tới 55 kg mặc vừa, 50 tới 55 kg mặc vừa, 50 tới 55 kg mắc vừa lên trên mặt xám. 50 tới 55 kg mắc vừa lên trên mặt xám. Xả con này các chị với giá 59k luôn này. Chấm mai lên cho em nào các chị ơi. Lên trên mặt xám này. Hả? Lên trên mặt xám. Tối nay cái này rồi. Lên trên mặt xám này, giờ xuống rồi. Thử lên lại.